800 ngàn. Áo vàng trăm ngàn. Vàng của Hà Phạm 60 ngàn. Vàng của Bùi Thị Ngọc Trinh 60 ngàn. Em còn con cam đất này mấy chị, cho không phải hồng. Chốt giùm em mã hồng Mickey, con này dưới 85 kg, còn hai con, một con hồng Mickey và một con cam đất Mickey. Rồi còn hai con bán mấy chị 60 ngàn, còn đúng hai con hả mấy chị, bán mấy chị 60 ngàn. À, 60 ngàn mấy chị ơi. Này vẫn bùi ngọc trên 60 ngàn nè. Rồi còn một con cam đất cuối cùng, còn một con cam đất cuối cùng mấy chị ơi. Cam đất cuối cùng cam đất. Dạ cam đất cuối cùng. Cam đất cuối cùng mấy chị ơi. Cam của Trần Thanh Quyên nè. Cam của Trần Thanh Quyên. Ủa đâu rồi? Đây Trần Thanh Quyên nè. 60 ngàn của Trần Thanh Quyên. Sáu mươi ngàn con áo hồng này. Con áo hồng này dưới 75 kg. Chốt giùm em áo hồng 75 kg. 60 ngàn. Chốt giùm em con áo trắng dưới 75 kg. 60 ngàn. Vải của tông 100% hết nha. Rồi trắng dưới 75 kg. 60 ngàn. Rồi chị nào chốt trắng chốt giùm em. Mickey đỏ khách lấy rồi. Còn một con hồng 75 kg và hai con trắng 75 kg. Bán với chị 60 ngàn. 60 ngàn. Hồng của Yên Trình là 60 ngàn của Yên Trình. Trắng luôn đi Yên Trình ơi. Trắng luôn. Trắng của An Nhiên. Trắng của Sửa Mai Ngọc. Mấy chị hơi bị sướng à. Mấy con này là dưới 85 kg nè. Mấy con này là dưới 85 kg nè. Rồi chốt giùm em xanh ngọc Mickey. Cả hai con xanh ngọc Mickey. Dưới 85-87 kg. Xanh ngọc Mickey nha. Rồi. Hai con này đẹp. Xanh ngọc Mickey mấy chị. Hai con xanh ngọc Mickey. Chốt giùm em là xanh trái tim. Chốt giùm em xanh trái tim. Có một con xanh trái tim này tay lỡ dưới 80 kg. Ngọc Giang nè, 60 ngàn của Ngọc Giang. Chốt giùm em xanh tay lỡ dưới 80 kg, có một con xanh tay lỡ. Đỏ dưới 85 kg, dưới 85-88 kg một con đỏ. Chốt giùm em xanh số 3, một con 60 ngàn. Chốt giùm em xanh Burberry, một con. Chốt giùm em xanh số 4, một con. Chốt giùm em màu bò số 5, một con. Chốt giùm em màu cam đất số 6, một con. Vậy cho nó mau. Chốt giùm em con xanh này nè, con xanh này. Mã 33, một con. Tiên cu xanh ngọc nè. Tiên cu xanh ngọc. Tiên cu giờ mà chốt nữa thì sao trời. Giờ chốt nữa sao đi hàng đây. Tiên cu 60 ngàn. Quỳnh Anh Nguyễn Lam số 5. Quỳnh Anh Nguyễn Lam số 5. 60 ngàn. Quỳnh Anh Nguyễn Lam 60 ngàn. Ai chốt nữa mấy chị? Bò hết rồi. Bò hết nha. Mã số 6 cũng đẹp. Mã số 3 cũng đẹp. Mã đỏ mấy chị ơi. Ngọc Mickey khách lấy nè. Chị lấy cái này nè. Chị lấy cái xanh này nè. Lấy cái xanh Burberry nè. Tuyên Tri 60 ngàn của Tuyên Tri. Xanh số 4 của Mai Nguyễn nè. Mấy chị đừng có xả hàng sale nữa nha. Em biết. Rồi mấy chị đừng có xả giùm em hàng sale. Cái đi tạo nghiệp em nha mấy chị. Mai Nguyễn nè. Tinh cu màu cam nè. Ok chị tinh cu.
Xin địa chỉ số điện thoại tiên cu chưa? Tiên cu hết cũ 60 ngàn nè. Nè em dở mấy chị cái màu đỏ cho mấy chị coi. Đây nè. Vậy mấy chị không chịu chốt mà vải đẹp ghê lắm lắm. Chốt em đỏ Mickey dưới 88kg 60 ngàn. Đỏ Mickey mã 33 cũng đẹp nè mấy chị. Chị nào chưa có mã 33 là chốt mã 33 nè. Mã 33 hơi bị mê luôn. Đây. Em nói mã 33 đẹp mà mấy chị không tin. Nè. Thấy mã Quỳnh Lê nè. Quỳnh Lê 60 ngàn. Mấy chị thấy mã 33 chưa? Em nói mã 33 đẹp mà mấy chị không chịu tin. Đợi em mở ra. Chốt giùm em mã 33 60 ngàn. Cái nào em lựa là em nói đẹp mấy chị tin nha. Chốt giùm em mã 33. Còn mã cuối cùng nè, mã số 3 nè. Dỡ cái mã số 3 cho mấy chị coi. Dỡ cái mã số 3 cho mấy chị coi. Muốn nhắn gì vô fanpage á Quỳnh Lê. Đây, thấy chưa? Em nói thiệt á, Phạm Hạnh nè, xanh 33 nè. Mã giày mấy chị không chịu lấy đâu. Giày là mấy chị không chịu lấy. Chốt giùm em mã số 3. Mã số 3 nha. Xanh số 3 của Hà Phạm nè. Mã ngựa là mã gì bà nội? Còn đúng một cái con mã tay lửng này dưới 80kg thôi. Rồi chị nào chốt cái xanh này dưới 80kg chốt giùm em nha. Còn đúng một con xanh này dưới 80kg chờ chốt em kiếm cục hàng để lên cho mấy chị luôn nè. Cho nó khỏi lửng chồng. Nè lấy cái móc treo hai cái đầm ngọc trai lên đi ông nội. Cái gì của Hà Phạm gì không lấy xanh 33 kìa. Cái đó là xanh số 3 chứ không phải 33 đâu. 33 là cái trước đó nữa. Xanh gì? Đâu có lấy xanh 33 đâu. Em có một con đỏ chữ 140 xeo còn 60. Ngồi bán cái vòi le luôn. Thiệt. Đây mấy chị. Chốt giùm em đỏ chữ dưới 88kg 60 ngàn xeo. Đỏ chữ. Chị nào chốt đỏ chữ chốt giùm em. Ngọc Anh Nguyễn chưa có áo chị. Xeo bộ xanh sau lưng. Không chị, bộ đó mới về hôm qua mà xeo gì chị. Xeo tao chửi em chết luôn. Còn hàng đẹp. Còn mấy bộ này đẹp để tôi từ bán chơi. Chốt giùm em đỏ chữ nha. Đỏ chữ Minh Xu Hồng 60 ngàn. Nó đi bệnh nữa không bi. Ôi chút lấy liều thuốc uống vô. Rồi lên cho mấy chị áo vàng bò vàng bơ. Vàng bơ mã đá 60 ngàn luôn. Áo này dưới 90kg cũng vừa. Đẹp ha. Trời ơi áo này 60 ngàn đẹp quá trời. Rồi chốt giùm em. Chốt giùm em là vàng đá nha. Vàng đá. Vàng đá. Vàng đá em có mấy cái à. Vàng đá của Hà Phạm là 60 ngàn. Nè 60 ngàn của Hà Phạm. Chốt giùm em vàng đá mấy chị ơi. Còn 1, 2, 3 cái. Vàng đá 3 cái mấy chị ơi. Vàng đá 3 cái. Chốt giùm em đỏ chữ. Đỏ chữ lớn. Nè. Chốt giùm em đỏ chữ lớn. Khoảng cỡ dưới 82kg đỏ chữ lớn. Bơ của Nhung Lâm nè. Nhung Lâm 60 ngàn. Thái Thiếu Linh nè. Thái Thiếu Linh 60 ngàn. Đỏ của Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn Facebook Ý Yên nè anh. 60 ngàn. Phom này không phải phom dài Hồ Thủy, phom vừa. Phom vừa nha. Vàng đá của Bùi Thị Ngọc Trinh cái cuối cùng nè.
trăm tư mà bán 60 ngàn mà không mua nữa chừng nào mua mấy chị. Bùi Thị Ngọc Trinh nè, ghi ở trên cái chỗ mày dán băng keo lại á. Hôm nay mà chừng nào mấy chị giờ mua không được, chừng nào mấy chị mua mấy chị. Rồi chốt giùm em trắng đá điện thoại nè. Coi bill hồi đó la dồn rồi mấy ông nội. Cái bắt đầu lộn xong rồi mày mai chữ cái mặt này nhìn mặt kia. Mấy con này là đều dưới 80kg nha. Chốt giùm em trắng điện trắng đá. Mấy con này vải 85kg cũng vừa, cái này là phôm dài nè. Chốt giùm em trắng đá điện thoại. Mấy con này là từ 60 đến 80kg. Nhưng mà em 80 là em chưa tính giảm á nha. Minh Xu Hồng nè, Minh Xu Hồng một cái 60 ngàn. Thanh Thanh nè, Thanh Thanh 60 ngàn nè. Quyên Trình, cái này ghi cẩn thận nha. Quyên Trình 60 ngàn nè. Rồi bây giờ em sẽ lên trắng đá nhưng mà đá mã khác nha. Còn cái đá này nè, Nguyên Trình là Phúc Bình Nguyên. Phúc Bình Nguyên 60 ngàn, coi vi còn nữa. Rồi bây giờ em còn trắng cô gái. Em còn hai cái trắng cô gái mấy chị. Hai cái trắng cô gái 60 ngàn. Trời ơi quá rẻ luôn. Nè, Minh Xu Hồng lấy thêm cái này đi chị Minh Xu Hồng. Minh Xu Hồng trắng cô gái nè. Minh Xu Hồng vải là đẹp lắm, đầm riêng còn. Rồi Minh Xu Hồng nè, trắng cô gái. Còn cái trắng đá cô gái của Thanh Liêm Phạm nè. Em đi cái chỗ dán này nè bây giờ. Thanh Liêm Phạm 60 ngàn trắng cô gái. Vải đẹp lắm nha, vải đẹp cực kỳ. Rồi chốt giùm em cái đỏ. Chốt giùm em đỏ chữ lớp. Đỏ chữ lớp dưới 88kg vừa 60 ngàn đỏ chữ lớp. Lỡ cho xong cục hàng đây luôn mọi người. Chốt giùm em đỏ chữ lớp nha. Đỏ chữ lớp mấy chị ơi, 60 ngàn đỏ chữ lớp. Có ớn cũng phải ráng like mấy chị. Má lấy hàng cho cú vô giờ ngồi lòi le. Đỏ chữ lớp một cái. Rồi lên tiếp cho mấy chị hồng nha. Hồng nhẹ. Hồng này đều dưới 75kg hết ha. 60 đến 75kg con này đẹp nè. Con này mặc với sọc riêng là hơi bị mê. Chốt giùm em hồng 75kg 60 ngàn. 60 ngàn đỏ chữ lớp của Thanh Thúy Lê nè. Gò chốt giùm em hồng dưới 75kg, 50 đến 75kg bao đẹp. Hồng được mấy cái mấy chị? Hồng được vài cái. Hồng dưới 75kg được một số cái nha, nhỏ 7 cái nữa. Rồi chốt giùm em, chốt giùm em hồng chữ lo hồng, hồng dưới 75kg. Hồng dưới 75kg có chị nào chốt không nè? Em có một con trắng dưới 75kg luôn nè. Đó, hồng của xưởng May Ngọc 60 ngàn. Em có một con trắng, một con trắng dưới 70kg nè. Chị nào chốt trắng dưới 70kg chốt luôn giùm em. Hàng này là của tông lụa hết đó mấy chị, chứ không phải hàng cách nhiệt giống như cái tụi ngoài chợ nó bán. Tất cả mọi áo này đều là của tông lụa hết nha. Hồng 68kg có của xưởng May Ngọc. Hồng của Mỹ Duyên Dương Thị nè. Trắng của Thanh Liêm Phạm. Mỹ Duyên Dương Thị nè. Coi bỏ đồ vô nhớ ghi giùm cái nha. Bán sale rồi không ghi muốn lòi le luôn á. Hồng của Dung Huê nè. Dung Huê 60 ngàn. Gì vậy? Rồi xong chưa mấy chị? Tí rút hàng xuống dưới nè tí ha. Rút xuống dưới bỏ vô cái bao này. Rồi tiếp tục. Đen. Tranh thủ chốt đen nha. Bỏ này vô bao này. Rồi tranh thủ chốt đen cho em. Đen thêm 10 ngàn cho em nha. Trắng hết rồi. Đen này dưới 85kg thêm 10 ngàn cho em. Chốt giùm em đen. Đen nhiều hình lộn xộn lắm nha mấy chị nha. Đen rất là nhiều hình lộn xộn mà hình nào cũng dễ thương hết. Rồi chốt đen giùm em 70 ngàn đi mấy chị. Chốt đen giùm em 70 ngàn. Quá rẻ cho mấy chị. Rất là nhiều hình lộn xộn nhưng mà form rộng và form thoải mái đều là cô tông lụa. Rồi 70 ngàn đen đủ hình luôn. Chị nào chốt hai cái ba cái thì chốt rồi chị. Hồng của Duy Trần lấy thêm cái hồng cho Duy Trần.
Nhi Trần xin địa chỉ số điện thoại bill trên 100 ngàn mới đi nha Nhi ơi. Ráng mua gom nha em. Rồi, chốt lên giùm em đen nè, đen 70 ngàn. Chị nào chốt đen 70 ngàn, chốt giùm em đen 70 ngàn. Ngọc, Bích Phạm, đen mấy chị lấy mấy cái thì báo nha, tại hình nó không có giống nhau. Ngọc Bích Phạm nè, Hiếu Lê nè, Hiếu Lê 70 ngàn. Hà Phạm nè, lấy luôn lần cho em kiểm tra chứ không chút nào kêu em kiểm tra, lấy tim em kiểm tra đâu nha. Nhi Trần xò, Nhi Trần là hồng mà hồng 60 30 ký. Rồi cái chị nào chốt đen nữa không? Không chốt đen nghỉ nè. Không chốt đen gom nghỉ nè. Rồi gom nghỉ. Rồi lên mã cục này cuối cùng nha. Lên cục này cuối cùng mày. Vàng Chanel, chốt giùm em vàng Chanel. Đẹp không mấy chị, vải đẹp quá trời. Dưới 90kg cũng vừa, chốt giùm em vàng Chanel 70 ngàn. À 60 ngàn đi. Đen của Tài Lê nè. Đen một cái của Tài Lê. Tài Lê 70 ngàn. Rồi vàng 60 ngàn mấy chị ơi. Vàng 60 ngàn giùm em. Vàng này dưới 90kg cũng vừa nha. Vàng 60 ngàn. Bỏ mấy lại tính phụ của đen. Cũng luôn cái áo đi nha. Vàng đó đủ màu không có em. Vàng của Nhung Lâm 60 ngàn nè. Rút với chị ơi. Rút tay lẫn dưới 80kg. Chốt giùm em màu hồng rút nha. Hồng rút 60 ngàn. Hồng rút 60 ngàn. Cam đất 60 ngàn. Cam đất phải xuống ghê. Cam đất 60 ngàn. Đen của Minh Xu Hồng. Đen của Minh Xu Hồng 70 ngàn. Có nhắn tin cho Nhi Trần kìa. Hôm nay luôn. Từ từ tí không. Vàng khách lấy rồi nha. Em còn có một con màu hồng nè. Tí Vàng. Tí Vàng lấy cái con màu cam nè. Rút của Ngọc Bích Phạm nè. 60 ngàn. Đây mấy chị hồng nè. Đẹp ha. Hồng này dưới 85kg. Chú giùm em hồng 60 ngàn. 60. Có quần rinh nhung nhưng mà chờ quần chính thức ngày mai. Mốt quần chính thức về chơi luôn. Chốt giùm em hồng. Rồi chốt giùm em mã này mấy chị. Mã này người ta chốt là cái mã này chốt giùm em mã bò cuối cùng đi. Mã bò cuối cùng. Rồi vậy đi mấy chị. Mã bò từ cột này vô luôn con. Chốt là đen cộng hồng dưới 70kg của anh Hoa. Đen cộng hồng dưới 70kg. Được cái đen này con. Rồi anh Hoa hai cái nè. 132 cái. Bỏ chung đi. Anh Hoa xin địa chỉ số điện thoại. Còn trắng không ạ? Tí có thử còn cục trắng ở trong này không tí? Nếu cục lại còn trắng không? Mờ 76kg của Hiếu Lê nè. Con trắng rút một con trắng ở đây. Rồi bò của Hiếu Lê 60 ngàn. Hành Nguyễn này là Hành Nguyễn ở đâu vậy? Hành Nguyễn mới hả? Áo trắng của Phạm Thanh Liêm nè. Tí ơi ra nhắn tin cho khách chưa? Phạm Thanh Liêm 60 ngàn nè. Bây giờ còn một con cam đất thôi. Hết rồi mấy chị. Rồi nghỉ nha mấy chị nha. Nghỉ nha, mai gặp lại nè. Chị nào mà nhắn tin cho hai khách mới đi con. Không trùng đâu chị ơi, không trùng đâu. Nãy giờ bán được mình, được chôm được cái này. Nãy giờ bán quá trời mình được cái. Gì Lê Gia Hân giờ vô lấy bộ đó là bộ gì không biết đó nha. Không xử lý bill Lê Gia Hân giờ được đâu.
Rồi xong chưa mấy chị? Ông em, có cái để dành mà. Bán lỗ có mấy chục ngàn cái luôn. Rồi nghỉ nha mấy chị nha. Ủa chị Hạnh bữa nay giao thành phố hả? 60 ngàn giao thành phố mua thêm với mai có 60 ngàn đâu có giao được. Chưa giao được đâu. Bill phải trên 100 mà chị nha. Bill trên 100 mới giao được. Rồi nghỉ nè mấy chị. Xả luôn đi chứ nó để 8 năm kiếp trước rồi nó chỉ còn vẫn chưa vẫn không nghe máy luôn. Nhận được quần chuyên chị ra thì chị ủa lộn địa chỉ hả? Ủa lúc nhân viên gọi điện chốt đơn chị có báo không? Chị có báo là đổi địa chỉ không? Báo sao mà nó gọi chốt được ta? Mọi người báo đổi địa chỉ rồi thì làm sao mà nó chốt sai địa chỉ được? Em thấy vô lý lắm luôn á. Nhân viên bên em gọi điện là hỏi là ủa có đổi địa chỉ hay không? Báo rồi mà vẫn sai địa chỉ. Thế là thế nào nhở? Chưa hiểu được khúc này luôn. Chịu ấy. Cái đó thì em không giải quyết được luôn đó chị. Đã có nhân viên gọi xác nhận tiền, xác nhận lại toàn bộ đơn hàng mà vẫn sai nữa là em chịu đơ luôn. Em không biết vấn đề này em không xử lý được. Mấy đơn sai giao lại nhận hết rồi, còn mỗi đơn đó cả tuần chưa giao lại. Không biết luôn, gọi vào số hotline. Cái đó mấy chị làm việc lại với nhân viên nha. Tại em like mất tiêu rồi em không có xử lý đơn cho mấy chị được. Làm việc lại với nhân viên số hotline em chỉ là like đồ thôi mấy chị. Rồi vô tương tác giùm em. Mấy con đó là sao? Con này sáng gọi điện hả? Có áo khoác lông đẹp không chị? Cái áo này em ơi cái áo khoác lông á em còn cái nào không? Rồi vô tương tác giùm em này. Cái cài xinh quá hả? Cái cài này là cái cài thần thánh. Rồi vô tương tác để nhận quà nha. Mọi người vô tương tác em sẽ tặng cho mấy chị này. Tặng nhá. Sao vậy? Má ơi mấy cái con này rừng mỡ hả? Sao vậy em? Tán cho nó. Hả? Rồi cái này dùm em nha. Vô tương tác dùm em nè mấy chị ơi. Vô tương tác. Đơn bản nào gọi rồi, vừa gọi lúc sáng mà muốn gộp đơn là vẫn gộp được nha. Em sẽ gộp cho nha. Tại vì đơn nhiều quá em cho nhân viên gọi từ từ ấy, chứ làm không có kịp với chị nha. Rồi, ba lần vào hội nhóm. Bán tặng 39k. Cái túi này là ai cũng kêu là Dung để cho mà là Dung không có để. Tại vì cái này đợt trước rồi Dung tri ân cho mấy chị tặng rồi, cho nên em không có để được nha. Mọi người nè, Dung nhắc những cái vấn đề này cho mấy chị. Đó là khi nhân viên gọi điện chốt đơn, mình đổi địa chỉ, mình báo, mình kêu nhân viên là nói chuyện trực tiếp luôn, không có đổi tin nhắn. Tại đổi tin nhắn nó làm đơn khác nên nó quên tin nhắn của mấy chị luôn. Để lưu ý dùm em, khi mà nhân viên gọi điện chốt đơn là bắt nhân viên ghi luôn, chứ không có tắt máy lấy rồi nhắn tin nha. Tắt máy nhắn tin nó không bao giờ nó rep đâu. Tại vì đơn nhân viên em làm rất là nhiều việc, nó không nhớ để rep, nhiều khi nó cũng chả nhớ để mà làm luôn ấy. Nên là khi nhân viên mà gọi điện chốt đơn cho mình cứ kêu là ghi lại địa chỉ mới dùm em, hoặc là có vấn đề gì. Chứ nhân viên á, đây nè, sáng nay có rất là nhiều trường hợp kêu là thiếu đồ nhưng mà tính tiền, không bao giờ có chuyện đó nha mấy chị nhá. Tại vì nhân viên mình đã gọi điện chốt đơn để mà tổng lại cái số tiền của mình rồi là không thể nào. Và cái trường hợp thứ hai, nhận hàng mà không kiểm tra trước ship
về nhà kiểm tra kêu sai hàng, sai tiền em không chịu trách nhiệm nha. Cái đó là em nói trước nha mọi người. Nên là lưu ý giùm em này, nhận hàng kiểm tra trước mặt ship thì em mới chịu trách nhiệm. Còn mà về nhà kiểm tra hàng xong rồi báo hàng mất hàng là em không chịu trách nhiệm đâu. Em không phải nói ở đây để rằng là mấy chị ăn gian lận của em, nhưng mà ở đây bây giờ hàng hóa rất là nhiều, ship nó móc hàng hoặc là mất hàng đó là chuyện bình thường. Nên là mấy chị phải kiểm tra trước ship, về nhà có vấn đề gì em không chịu hoàn toàn trách nhiệm, kể cả sai tiền em cũng không chịu luôn. Thứ nhất là em đã làm rất là kỹ, là có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình, tổng tiền lại, tổng những số món mà mình chốt, rồi đúng số tiền, đúng món, ok rồi mình mới đi hàng. Và cái thứ hai nữa là Dung nói với chị nghe này, nếu như mấy chị cầm hàng đó về nhà mà kêu là Dung ơi hàng này chị không có đặt, hoặc là hàng này hả, ủa sao mà hả, lộn hàng, lộn tiền là em không có chịu đâu nha mấy chị nha. Bất kể shop nào cũng phải bắt kiểm tra hàng trước ship, ok rồi mới ấy, kể cả khách quen, khách gì mọi người cứ kiểm tra cho em nhá. Tại vì bạn mua hàng ở đây nhà Dung là uy tín tới mức độ mà phải cho kiểm tra hàng trước khi nhận luôn á nha mọi người nha. Rồi giùm em nha, set ba lỗ Dung còn một set màu xanh duy nhất thôi, hết sạch hàng. Cái này Dung phải nói trước cho mấy chị, chứ mất công á, tới đó ai cũng kêu sai tiền, không ai chịu đâu mấy chị ơi. Nói nhiều chị điếm á, em nói thật luôn, nói nhiều chị điếm luôn á. Nói được một lần là lần sau cứ kêu là sai hàng, không ai chịu đâu mấy chị. Em không vơ đủ cả nắm, nhưng mà thật sự là có nhiều chị là nhận ba đơn là hai đơn hết đơn sai tiền rồi. Làm sao mà có cái vấn đề đó được. Nên mà nói trước nha, xem ba lỗ xanh cho tí nỉ. Không nhận hàng, không kiểm tra hàng là buộc em sẽ không có chịu trách nhiệm. Nhớ giùm em cái vấn đề đó trước khi nha mọi người nhé. Trước khi họ nhận hàng giùm em, em nói trước là không có kiểm tra hàng, có quần nhé. Rồi 39k tương tác giùm em, đủ 200 lượt chia sẻ giùm em đã mấy chị ơi. Xét xanh ba lỗ lúc từ chiều hôm qua chị like á. Bên này này, bên góc này này. Quần đang mặc đang xem 150, như là còn có cái hai cái gì thôi quần ra. Xét và ok em nhá. Rồi 39k giùm em, được bao nhiêu lượt chia sẻ kiểm tra giùm chị đi. Đứa nào đang cầm điện thoại kiểm tra giùm chị đi, Nhi coi giùm chị đi Nhi ơi. Hôm qua tôi cũng bị nhầm tin nhắn gọi là bà Dung giải quyết gì luôn. Comment giùm em này, 35.000 ở đây thì nó có ba cái thì em sẽ tặng cho ba người với ở lỗ 39k, em sẽ tặng ba người bất kỳ nha. Áo em mặc em đang sale còn có 120, đúng 125 mà chị. Áo em mặc là hàng loại 1, sale có 125. Đây, tôi tặng cho mấy bà là hôm bữa là 79.000 đấy là bán tặng rồi. Cái này là có ba cái của khách chứ hả, xả ra. Không phải xả ra mà chốt dư hôm bữa. Rồi comment giúp em nhá, 39k. Ok ok tí nỉ. Mọi người đơn lúc sáng gọi điện là mọi người có thể dồn được, tại vì đơn nhiều quá em phải cho nhân viên gọi vơi vơi bớt đi nha. Rồi cái này ghi giùm em nhá, 39k giùm em, 3939. Em nói lộn 35 một lần thôi. Ê, 39k có 3 cái thôi. Đủ trên 200 lượt chia sẻ mới tặng với chị này. Vui bom. Hàng vừa bán chắc được 2 hôm á, 3 hôm á. 3 hôm đã bom rồi mấy chị. Để em coi lượt chia sẻ hả? Bao nhiêu? Mới có 97 lượt chia sẻ mấy chị, sao mà tặng? Đồ đẹp ưng quá trời luôn. Mới có 97 lượt chia sẻ thì làm sao mà Dung tặng được, mà vừa dạo này lừa chia sẻ lắm. Em nói thật luôn, vô lấy quà toàn là không chia sẻ bài không à. Thiệt ấy, mấy chị phải tương tác chia sẻ giùm em Dung chứ. Thứ nhất là mình lấy quà mình tương tác được mạnh, mình lên fan cứng. Mình chia sẻ mình mạnh cái lượt comment của mình nó được thả không bị ẩn đó mọi người. Không bị báo sam. Đó là mình nhận quà nó cũng nhanh, mà mình mua hàng mà mua mấy cái hàng giá rẻ mọi người cũng nhanh luôn. Thấy không? Nên mọi người ráng tương tác để em thấy được cái comment nha. 39k chỉ dành cho được 3 người thôi. Đủ 200 nhá, 160 rồi. 160 là đủ cho em 200. Hello Ngọc Nhi. Mấy chị nằm trong danh sách bom hàng vui lòng cọc cho em trước khi mua hàng. Có 4 chị vô đây bom hàng comment mã tặng này. Mấy cái đứa con nít này suốt ngày nó khóc nhức đầu dữ vậy ta. Kim đi Nhi ơi. Không có thấy. Rồi mã tặng nha mọi người nha. Đủ 200 chưa vậy? Á sao mà nó khóc kinh khủng dữ vậy trời. Nhà có mấy đứa nhóc kinh khủng thật. Sợ luôn á. Rồi thơ Yomli một mã 39k. Hello Trang. Thơ Yomli. Rồi Út Ngân hôm nay đi cọc đi nha. Út Ngân chưa có cọc đâu nha. Rồi một người nữa.
thêm một chỉ nữa. Trần Thị Thùy Giang, cho em xem áo chị đang cầm. Cái này là bị bom cho nên là dùng xả vía cho mấy chị. 260 đó mọi người. Đó, ra rồi mà. Rồi. Quần chúng đang mặc xả 150, còn có cả hai cái này. Cái này là khách mới luôn. Khách mới luôn ấy. Mà đi bom của em. Cái này ghi cho em là vía giùm em nha. Cái này là em giải vía. Cái áo này em không có hàng luôn. 139 hết rồi mấy chị ơi. Cái này là em không về hàng lại luôn. Cái này là tới 200 mấy của em rồi, 240 rồi đó. Áo Gucci ông len cao cấp. Rồi 139 giùm em, ghi cho em nhá. Comment giùm em là 139. Cái này là ai vừa mua bữa sale 180 là biết rồi, rất là xịn sò luôn. Rồi 139 giùm em nhá, ghi cho em áo ông. Này vô đây chi vậy duy đen. Rồi 139 giùm em, comment giùm em là 139 nhá mọi người ơi. Cái áo này em ơi, chị đâu ta? Áo này vô đây. 139 không cái mẫu quần đùi nhung mà chị không có. Không cái mẫu quần đùi nhung là cái gì ta? Cái quần đùi nhung nó nhung hết rồi. Hết lâu rồi. Rồi cái này ghi giùm em nha, mã giùm em. 35.000 luôn, bán tặng mới chỉ có hai cái thôi. Comment giùm em là 35.000 giùm em nha, 35.000. 35k giùm em. Ghi cho em là 35k giùm em nha mọi người nhá. Tương tác để không có bị ẩn comment mấy chị ơi. Chứ không là nó bị ẩn comment là không có bấm ra đơn được đâu. Nhiều khi mình săn nó hở, không có săn được mà mình lại tiếc. Rồi 35k giùm em nhá. Cái này là tương tác, cái này là ai không có hiện lúc chia sẻ là chúng không bấm đơn được nha mọi người nha. 35k cho Hoàng Anh này. Huyền Trang này. Mọi người nhớ chốt thêm một sản phẩm cho Dung đi đơn nha. Huỳnh Vi này. Phiếu bấm chán ghê luôn. Không thể nào mà ra phiếu được luôn. Nó phần mềm mấy hôm nay nó bị cái gì ấy mọi người. 8 năm nó không in ra phiếu luôn. Nguyễn Huệ, mấy bà chốt được hàng 3 năm nhớ chốt thêm một sản phẩm video nha. Đơn set đó luôn này. Rồi set này em giải vía cho mấy chị luôn. Set này bà nào chốt được trên like giùm em nhé. Các chị kéo coi. Chốt nhớ là chốt thêm đơn để em đi hàng nha mọi người nha. Có cái cũng có đi cũng không có để dồn đơn được đâu. Hàng tập giá đó là không có để dồn đơn qua đơn sau chọn thêm đâu nha mấy chị nhá. Không có dồn với đơn Thảo Vi em ơi. Hàng tặng mình phải có đơn riêng chứ họ mình không có dồn như vậy được nhá. Rồi cái này ghi dùm em nha mọi người nhá. Đây cái set này là em bị họ bom tới 2 set lần. Đây nha mọi người nhá. 180.000 tặng 99k luôn, ghi cho em là set. Ghi cho em nhá, system chỉ còn 2-3 set là hết luôn. Rồi cái này ghi dùm em nha. Cái set này là 180.000 hàng xịt. Em có bán một loại hàng xưởng 130. Nhưng mà cái này là hàng xịt luôn nha mấy chị nhá. Hàng xịt luôn, nhưng mà hàng rẻ nha mấy chị. Vải rất là đỉnh luôn. Rồi set cam áo tôi mặc có. Set cam cho Nguyễn Nga với Ngọc Nhi, rồi hết. Rồi em còn một cam nữa mấy chị. Cái này là em xả phía cho mấy chị á. Rồi còn một set rồi, em còn một màu hồng nữa là hết. Cái này là hàng xịt loại 1 nha mấy bà nhá, không phải hàng rẻ. Chip là em không có về lại đâu mấy chị. Chip là em không có về lại nữa nha. Rồi em còn một set, thấy Hoàng như ý. Em còn một set, cái này hàng vải rất là xịt nha. Em có bán hàng một loại hàng xưởng nữa thì có 120 à. Mà cái này là giờ hàng xịt mà em share cho mọi người này. Nguyễn Yên lên địa chỉ giùm em nha. Cái này ghi cho em là màu hồng, màu cam em còn set này. Bán tặng với chị trên like 99.000 luôn. Cái này là xả vía luôn đó mọi người. Nguyễn Yên lên địa chỉ giùm em này. Nguyễn Yên là áo đang mặc. Mọi người khách mới chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ giùm em. Em mới ra phiếu ra đơn cho mấy chị được. Tại bên em là chốt hàng bằng hệ thống phần mềm chứ không phải ghi bằng tay nha. Mấy chị lưu ý giùm em là có số điện thoại địa chỉ một dòng của em nha. Đây mọi người nhìn cái hàng xịn không. Rồi em còn một cam với hồng nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi giùm em với một đen này. 99k luôn, ghi cho em là màu nhá. Còn một cái đen. Nguyễn Yên lên cho em cái địa chỉ nha. Set chip này là em không có về nữa mấy chị. Ai có lấy thì lấy luôn nhá. Ai có lấy luôn chứ set chip nhà em là không có về nữa. Dây hạt chị mang không em ơi. Cái này chị mang gần 2 tháng rồi đó. Mà nó màu nó vẫn như thế này nhá. Không có bị gì hết á em. Nè cái set chip này là chúng không có về lại nữa. Set này là bao nhiêu ký cũng vô được hết. 60-70 ký thoải mái. Cái này là hàng rất là xịn luôn này. Vải rất là dày chứ không phải vải mỏng như mấy cái hàng xưởng đâu mấy chị ơi. Cái này vải rất là dày luôn.
Rồi ai lấy ghi giùm em nha, Mỹ Hoa không vừa cho sai số điện thoại. Rồi cái này ghi giùm em nha, set đen giùm em, comment giúp em là set đen nha. Rồi set chip này 120.000 sáng, giờ toàn là người lấy thêm set chip với mọi người. Tại vì họ gọi hôm qua chốt trên live bị ẩn comment á, cho nên là thành thử ra là khi mà gọi điện chốt đơn mọi người lấy thêm. Mà nếu như mọi người mà đổi gọi chốt đơn lấy thêm là không có đâu, tại vì ở đây còn có 4-5 set thì là hết luôn đó mọi người. Rồi chip 120.000 tới 10 cái. Đây nha mọi người nhá, mua hàng cho đúng số điện thoại đi em ơi. Cho sai số điện thoại toàn lên live nói shop này kia, chứ thực ra mấy chị cho sai số điện thoại làm sao em chốt đơn được. Cái số điện thoại mình cho shop rồi mình coi lại đi. Chứ hả chết. Chứ mọi người hả mua hàng mà cứ cho sai số điện thoại tới khi vô danh sách đen là em không có cho bán mua lại nữa đâu. Nha. Sách đen cho Ngọc Nhi. Set chip nhiều loại là đúng rồi, tại vì em nói là một cái set chip này nó có rất là nhiều loại khác nhau. Chứ không phải là cho chị mỗi set chip một khác đi, dung bóc cho mọi người nhá. Em mà nói mọi người rồi nó không có giống nhau, ví dụ cái set này em cho mọi người nhưng mà 10 set khác nó là nói chung là 1.000 set thì nó là 1.000 set khác nhau. Chứ không phải là ấy nè. Trời ơi khổ quá nè mọi người. Nó ren nó nhiều cả loại khác nhau mà, chứ đâu có phải là một loại đâu. Ok Nguyễn Huệ một set nè. Đó. Nó là nhiều loại khác nhau, đâu phải là em vô một loại này là em bán cho mấy chị một loại này đâu. Thấy không? Đó chứ không phải là em vô cho mấy chị một loại là nó y chang như vậy đâu mọi người nha. Em nói trước mất công á, mọi người kêu là ủa sao chị nhận không phải giống cái set kíp chúng đang cầm. Phải nha mọi người nhá. Em là nói là 10 set là 10 set khác nhau. 100 set đây, em bóc cho mấy chị một set đó này. Rồi có 120.000 mà tới 10 cái lận mấy chị. Ren thì ren mềm, mặc rất là đã luôn. Ra lên Hoàng, Như Nguyễn. Ok Như nhá. Em nói thật, cái set chip em bóc 10 set ở đây cho mấy chị, set nào nó cũng đẹp hết. Nhưng mà nó khác nhau, nó không có giống nhau. Đây, thấy không? Ủa set chip thường con người ta đi mua đâu 12.000 một cái. Em nói thật luôn ấy. Nè, ren rất là mềm, ren mặc rất là đã luôn. Mọi người nhìn đi, nó đâu có giống nhau đâu mọi người. Mặc cái này muốn sướng muốn chết luôn đó mọi người, thiệt ấy. Em nói thật luôn, em mua cả những cái quần chip 40 mấy 50 mấy nghìn không mặc sướng bằng cái này. Trên tủ em là có tới 70 cái này luôn á, 70 cái quần chip này luôn. Em không có nói điêu luôn á. Như Thủy một set, Hoài Thương lên địa chỉ. Chỉ có nhà em bán với chị giá này thôi. Tại vì ở ngoài người ta bán 70-80 nghìn, không phải hàng này hàng đó, mặc rất là ngứa. Và mặc khó chịu cực kỳ luôn. Nó mặc nó không có cái dạng mà mặc mặc lên nó hở nó đẹp mà form nó ấy, cái dạng ở ngoài mấy chị. Cái quần chip mặc nó sẽ bị lộ luôn. Áo chị mang còn nhưng mà còn mấy cái, đưa chị cái áo mang đi em nè. Chứ mọi người nghĩ đi, rất là mềm luôn và mặc rất là đã luôn. Hoài Thương lên địa chỉ nhá. Không xịn không lấy tiền luôn á. 120.000 10 cái. 10 cái là một set như thế này. Một set là 10 cái nha mọi người nhá. Ở trong thì nó lộn xộn màu, em không có cho mấy chị lựa màu được, tại vì nó là một set. Hàng này mấy chị mặc cái nào nó quan trọng gì gen nào đó mọi người. Nó mặc rất là mềm mà được nè. Mọi người thấy 10 cái 10 cái gen khác nhau không? Nó không có giống nhau được một vàn cái. Đều một vàn cái khác nhau với chị. Mấy chị hỏi những cái chị á mà đã mua quần chip của em đi, bà nào mua quần chip của em rồi review cho em một cái. Em không phải bán hàng rẻ đâu mấy chị. Bán của em là bán hàng mắc, nhưng mà tại vì em lấy một 10 vàn set cho nên là em mới bán hồi trước mọi người. Không phải hồi trước đâu, cách đây một tháng rồi em còn bán set chip này 195.000 một set. Mấy chị hỏi những cái bà nào mà đã mua hàng chip của nhà em đi rồi biết nha. Huyền Singapore một set. Tổng Tú Trinh lên địa chỉ. Mấy chị ơi lên địa chỉ giùm em nha. Hoài Thương lên địa chỉ nè. Chốt hàng có địa chỉ sao em chốt được. Sao mà to chị? Chị bao nhiêu ký? Trừ khi chị dưới 40 ký chị mới không mặc vừa thôi. Mày bao nhiêu ký nhỉ? 41 ký mà nhân viên em nó còn mặc ầm ầm. Mấy chị kêu sao to được. Ấy mấy chị nhỏ vậy. Trời ơi 41 ký mà nó còn mặc ầm ầm đó. Sao mà to? Tại vì nó cái ren của nó làm cho mình thoải mái, cực kỳ thoải mái luôn. Nó mặc không bị thâm á mọi người, mặc rất là dễ chịu luôn. Rồi ai lấy thì giùm em. Áo dung mặc em còn màu này em còn có một cái duy nhất. Màu trắng em còn có một cái. Màu nu với màu đen em còn mỗi màu hai nữa là hết luôn. Áo dung mặc dung xe cho mọi người. Bà Khang Nhi vừa xả một đơn này. Vừa xả một đơn cái áo ra luôn. Không có cọc đâu. Không chốt nữa em ơi. Sức quỷ là lấy hai cái kem thôi. Hồi nãy gọi lại chưa? Đó, Khang
máy rồi toàn nó hở không cọc không bán được. Áo vàng Dung mang với Gia Liên Hoàng. Chị mua hai set giá 180 mặc em lắm nhưng không mặc. Em nói thật với chị là bộ chip này em mặc đã lắm, khỏi phải phàn nàn về cái đồ xịt đi. Rồi cái này ghi giùm em nha, áo nâu, áo này là em xả có 125.000 thôi. Hàng 200 cái gì? Em cọc cạc 40k mà cọc lúc nào? Xong cọc rồi mà còn xả ra người ta vậy? Em cọc là có ai rep cho em ơi. Thương, bỏ lại cái áo đó cho nó đi. Bỏ lại cái áo ông ấy. Với em một set chip cho nó. Này, chung áo với set ông cho nó, sửa lại giá tiền của cái áo kia. Áo đang mặc màu trắng Nguyễn Huệ. Rồi như là hết luôn rồi đấy mấy chị ơi. Áo 125.000. Em còn đen với ấy hình như trắng hết luôn đúng không? Trắng còn cái, hết luôn mấy chị. Rồi cái này ghi cho em nhá. Màu dùm em. Màu. Cái này ghi cho em là màu xanh nhá mọi người. Rồi cái này em cọc cạc 40 ở đâu vậy? Cọc vào số nào đâu vậy? Ok Nguyễn Yên này. Cái này mọi người chốt màu giùm em nha. Áo dung mặc xe 125.000. Cái này hàng rất là xịn nha mấy chị nha. Mọi người nhìn cái mặt cái tà áo là mọi người biết hàng xịn rồi. Đơn hôm qua nay gọi điện chốt luôn nha. Qua em lấy thêm áo chị mặc mà chưa thấy gọi điện chốt đơn. Cung like xong được rồi nhân viên gọi điện chốt đơn nha mọi người nhá. Rồi cái này ghi cho em là màu đen. Áo màu đen đỉnh quá này mọi người. Màu đen với màu nâu. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Kèm màu giùm em. Kèm màu giùm em nha mấy chị nha. Em còn một cái màu trắng duy nhất thôi. Hoài Thương ở Bưng Kè hả? Mọi người có ở Bưng Kè thì mọi người ghi cho em chữ Bưng Kè đi mọi người. Hoài Thương Bưng Kè này. Ghi ở Bưng Kè giùm chị đi. Xanh là cái gì? Xanh em hết rồi, xanh hết rồi hả? Xanh cho Khang Nhi, hello Châm Lê. Rồi Dung còn có 3 cái này nữa hết. Bao nhiêu ký cũng vô hết đó mấy chị. Cái này em bao cho mấy chị á, 100 ký cũng vô luôn. Tại vì nó là len dệt, rất là xịn sò luôn. Rồi cái này ghi dùm em nhá. Em còn một cái màu trắng duy nhất. Rồi còn một cái màu nâu với màu đen nữa là hết luôn nha mọi người nhá. Không có về lại đâu. Áo này là Dung không có về lại nữa nha mọi người nhá. Cảm ơn Châm nha. Rồi cái này áo, hôm qua em cũng xem có 69.000 luôn nè. Ghi cho em là áo 69k, còn có một cái duy nhất màu trắng. Ghi cho em là áo 69.000. Comment giúp em là áo 69k. Cái này có một cái duy nhất thôi. Hàng rất là xịn mọi người, những cái áo Zara này. Xịn sò không? Rồi comment giúp em nhá. Áo 69k màu trắng. Ghi cho em là áo 69.000. Rồi comment giúp em nè. Mã này giùm em. Like gì coi cái đó đi em ơi. Chị không có like theo yêu cầu nha. Áo 69 chị bấm chưa vậy? Vĩnh Quyền áo 69. Rồi 35.000 còn một cái màu xanh nè. Từ nay á mọi người muốn like cái gì mọi người ngồi coi đi mọi người. Ai cũng phải ngồi đợi hết á. Không có like theo yêu cầu nha mọi người nhá. Muốn lên cái gì thì ngồi coi cái đó. Rồi cái này ghi dùm em. Tại em like tất cả trong hôm nay thì em sẽ like set quần jean áo xả một ngày nay nha mọi người nhá. Út Ngân. Rồi comment giúp em nhá. Rồi áo màu nâu 69.000 luôn. Mỗi ngày. Cái này là khách sáng xả ra hôm qua không còn cái nào luôn. Đây nha mọi người nhá, nâu 69.000. Trời ơi, ai mà nhìn thấy em mặc cái áo này hôm qua là xỉu luôn á. Form rất là đỉnh. Rồi nâu 69k dùm em nhá. Ghi cho em là nâu 69k dùm em. Comment giúp em là nâu 69k. À, áo riêng không có bán. À, áo riêng 180. Rồi sale 99k luôn. Áo riêng nha mọi người nhá, 185. Nâu 69 cho Nguyễn Huệ. Đây xả luôn 99.000, cái này là xả vía bom nha mọi người nha. Jean tay dài 185 xả 99.000 luôn. Đây mọi người nhìn cái hàng này. Jean tay dài 99k luôn. Cái này áp dụng chia sẻ giùm em nha mọi người nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là jean tay dài 99k. Ồ đỉnh chưa? Đó, jean tay dài xưa giờ không bao giờ có giá dưới 150.000. Chứ đừng nói là xả 99.000. Ghi cho em là jean tay dài nha mọi người. Jean tay dài 99k. Rồi set giùm em. Ôi má ơi cái màu này mọi người ơi, chịu nổi không? Rồi ghi giùm em nha. Set xám giùm em. Xe 120 nha mọi người nha. Xám 120, set gấu. Gấu xám 120 vải này. Không xịn trả lại hàng cho mọi người luôn. Rồi cái này ghi giùm em nha. Comment giúp em nha. Comment giúp em là mã này ghi cho em là set jean tay dài cho Nhung Nguyễn. Đây rồi set xám giùm em. Má cái set xám đẹp quá. Tết sáng cho Trâm Lê. Đây, trưa hôm qua thì dành nhau. Rồi lúc nãy nhân viên gọi điện xuất chốt đơn á thì lại xả đơn. Cái set đó còn set nào không em? Set vừa đưa xuống á. Ở đâu trong còn cái set nào không? Không, lấy một khác á. Rồi cái này ghi cho em này. Trưa hôm qua thì đánh nhau cái set này rồi mấy chị.
100.000 ghi cho em là set set Mickey. Má ơi, rồi hôm qua là dành nhau màu trắng luôn. Rồi Mickey trắng 99k dùm em. Ghi cho em là Mickey trắng 99.000. Mickey trắng 99k dùm em nhá. Ai lấy Mickey trắng thì ghi dùm em là Mickey trắng 99.000. Rồi hôm qua là ai cũng dành cái set này luôn đó mọi người. Thiệt á, rồi hôm qua. Rồi 3 món dùm em. 3 món nha mọi người nhá. Áo dung mặc 125. Mickey trắng cho bé Na. Rồi cái này ghi dùm em 3 món cao cấp này, hàng hãng luôn nha mọi người nhá. Em có bán một loại này hàng xưởng, đã là 160 rồi. Rồi ghi cho em nhá, set 3 món 180 dùm em nhá. Không có hàng đâu mấy chị ơi. Màu đen là màu chạy nhất luôn mà không có hàng luôn. Rồi ghi cho em nhá, set 3 món 180 chân váy này. Chân váy mấy chị mua không bên em đã 130, 140 rồi. Rồi cái này ghi dùm em nhá, set 3 món 180.000 màu đen luôn nha mọi người nhá. Màu đen là màu hiếm nhất luôn á. Ghi cho em là set 3 món. Set Mickey trắng em hết rồi, set xám. Bé nào mọi người không có nghe em mà em chốt đơn luôn hả? Em chốt đơn em có đọc từng người rất là rõ mà. Bé Na có chốt hàng làm ơn nghe dùm em đi mọi người. Nhắc đi nhắc lại tới khi đó hả? Kêu là không có hàng giống như bà kia lúc sáng á. Chốt cho đã đời trên live kêu là điếc không nghe gì hết á. Tai bị lạng được chốt online nha mọi người. Chốt hàng là tới khi muốn xả là toàn kêu là ủa đâu có nghe chốt cái gì đâu. Trong khi con nhỏ chốt là banh cái hỏng ra mà kêu là không nghe gì hết. Rồi cái này ghi cho em trường em 99.000. Ai bị lạng đứng lên live chốt online nha. Rồi cái này ghi dùm em nha. Để nói nặng nói nhẹ mất công lắm. Rồi set Chanel 99k y chang cái phong set gấu luôn. Nhưng mà nó là Chanel nha mọi người nhá. Áo này mọi người có thể mặc riêng ra được luôn. Vải rất là xịn nha, không phải vải rẻ đâu. Rồi set Chanel dùm em nhá. Set Chanel dùm em. Comment giúp em set Chanel set gấu lúc nãy đâu mà. Set Chanel cho Minh Hiền. Rồi hết. Còn một set nu thôi. Mình chốt hàng mình bật cái volume to lên dùm em cái. Tới khi toàn là muốn xả hàng toàn là lý do kêu là không nghe chốt không à. Rồi cái này ghi dùm em nha. Màu nu má chứ màu này đẹp quá. Cái màu này là siêu xịt luôn đó mọi người. Rồi nu dùm em. Má ơi cái màu này mấy chị chịu nổi cái màu này không? Thiệt đó mọi người. Em bán 160 mọi người ơi. À 180 đó. Rồi ghi cho em là nu nhá. Hồng Bùi lên địa chỉ. Nu cho Tiên Cẩm nè. Nguyễn Nga. Trần Hằng rồi hết. Rồi còn một cái hồng ai lấy thì chốt dùm em. Còn một cái hồng. Một hồng một cam nữa là hết luôn. Em xe cho nó sạch kho á. Hình như cái set này ở trong còn cái set á. Ở sát tường luôn. Cái này này. Biết là màu gì thôi. Hết rồi. Em còn một hồng thôi mấy chị ơi. Còn màu nu hả? Không, trong tường đâu này nè. Còn một trong tường nữa. Sát bên kia, ở bên phía set 3 món ấy. Set nu còn một set này. Hồng luôn cho Minh Hiền. Nu một set cho bé Hương rồi hết luôn phải không? Cam cho chị Út Nhung rồi còn một hồng chị nhớ là có mà ta cái gì áo Chanel hả? Em còn một set hồng. Hương Phan thì không bán còn nhiều đơn. Rồi ai lấy giùm em là hồng nha mọi người ơi. Chị lên địa chỉ nhưng mà lại hết cái set đó rồi chị. Em hết vòng nu rồi em còn hồng thôi. Cái set gấu gấu đó rồi. Gấu gấu này chị kêu đưa ra chị đó. Em hết nu rồi ai lấy hồng thì ghi giùm em là hồng. Bé Hương có đó có. Bé Hương có set gì quên bán rồi. Bé Hương có set gì đó em. Hồng Bùi nè. Bùi là lấy cái phiếu cuối cùng ấy. Hồng Bùi là lấy cái phiếu hồng cuối cùng ấy nha. Áo mặc còn có áo à. Rồi set này dùm em nha. Ghi cho em là set. Áo mặc còn một cái duy nhất. Đây. Set 99.000. Set 3 món màu đen cho Mi em Nguyễn. Rồi cái này comment lẻ nhá. Em xem còn 99.000 màu trắng. Hàng này là hàng tới 180.000 đó. Set đùi nó tới 180 rồi đó mọi người. Rồi cái này ghi dùm em nha. Mã này ghi dùm em nha. Siêu cấp luôn. Cái này ghi cho em là trắng 99.000. Trắng với đen với nu em còn có 6 set thôi. Này là ai mua rồi mọi người biết. Em không có cần nói deal luôn á. Set này em bán
màu kèm giá tiền nha. Rồi cái này ghi cho em là đen, đen trắng, nu gì, nu 99 cho chị Hồng Bùi, trắng cho Nguyễn Huệ, nu cho chị Út Nhung. Má ơi nó đẹp. Cái áo không mấy chị mua bình thường của em đã trăm mấy rồi mấy chị. Cái áo không mua đã trăm mấy rồi. Trắng đen cho chị Sang Sang. Thấy chị Hằng, chốt cho chị Hằng được mà ta. Chỉ là có chốt rồi hay sao á. À, rẻ quá trời rẻ luôn. Cái quần không, mấy chị thấy cái phong quần không? Mấy chị thấy cái phong quần nó đỉnh chưa? Hàng rẻ làm sao mà lên được cái phong quần và chất như thế này được. Em nói thật luôn, không bao giờ lên được. Ai có địa chỉ từ trước bây giờ rồi không cần lên lại nha mấy chị. Không bao giờ lên được cái quần này luôn. Chứ đừng nói là tới cái áo phong xịn mịn như thế này mà có 100.000. Quá rẻ luôn. Được. Rồi em còn trắng nu với đen á. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu giúp em. Ba lỗ em còn một set xanh duy nhất 109.000. Em còn có set thôi mấy chị ơi. Ba lỗ này chiều hôm qua quá trời hot luôn mà em hết mất tiêu rồi. Còn có set xanh cuối cùng, bạn nào lấy thì chốt. Set ba lỗ cao cấp á mọi người. Này. Set ba lỗ cao cấp em còn có set. Cái này mấy chị mặc đi chơi, mặc ở nhà cũng đẹp nữa. Rồi set ba lỗ giùm em, comment giúp em là set ba lỗ. Ê đôi set này này. Set này là phải nhanh cái tay lên nha mọi người nhá. Set này là phải nhanh cái tay lên này. Rồi set gấu 240. Cái này hàng cao cấp. Sale cho mọi người trên live luôn. 119.000 phá ơi, cái hàng nó xịn kinh khủng luôn á. 119.000 ghi cho em là set đen set xanh. Phá ơi mọi người nhìn này. Chất rất là đẹp luôn, phong là phong ôm sát luôn nha mọi người nhá. Rồi ghi giùm em nhá, màu xanh màu trắng với màu xanh. Ở cái màu xanh này. Trắng với xanh giùm em, comment giúp em là màu nhá mọi người ơi. Đẹp không? Vải không đẹp trả lại cho em nha mọi người. Vải đem bao luôn á, vải rất là xịn luôn. Rồi comment giúp em màu xanh với là màu trắng 120.000. Không xịn không lấy tiền luôn. Form của nó là cái quần là nó sẽ form là ôm nhá. Ai có địa chỉ rồi không cần lên lại đâu mấy chị ơi. Khang Nhi là set xanh. Ủa Khang Nhi em kêu là cọc cọc vô đâu vậy em? Đâu thấy cọc chỗ nào đâu? Gửi cạc vô chỗ nào vậy? Rồi cái này ghi giùm em là xanh nha mọi người nhá. Xanh với trắng. Không đẹp không lấy tiền luôn. Trắng cho Kiều Nguyễn. Cái này 60-65kg thoải mái. Thanh còn trắng không? Rồi hết trắng luôn hả? Trắng cho Thanh Nguyên rồi hết trắng nha. Rồi còn một xanh thôi. Ai lấy ghi giùm em là xanh nhá. Xanh cho Lê Thị Đoan. Số điện thoại gọi điện chốt đơn, tí là nhân viên gọi điện chốt đơn. Em nhớ nghe máy báo lại giùm chị đi. Rồi em còn xanh nữa là hết. Má xanh này đúng bạn nào trắng mà mặc đúng đỉnh luôn đó mọi người. Thiệt ấy. Má quá đỉnh luôn mọi người. Rồi em còn xanh cho em hết rồi mấy chị ơi. Còn xanh. Bạn nào mặc trắng nó thiệt. Thề luôn đó mọi người, quất cho em với màu xanh. Quá đẹp nha. Quá đẹp chứ phải là ấy đâu rồi, set nai, set nai đâu. Má ơi nè. Quá áo thun. Nhà em nhiều áo lắm. Áo thì bạc ngàn. Rồi cái này ghi giùm em, hỏi đầm thì nó hơi khó thôi, chứ hỏi đồ với set bên em thì nhiều lắm. Má ơi cái set nu này mấy chị, chịu nổi không? Set nai này em xả 109.000 luôn hết rồi mấy chị ơi. Nai 109. Mấy cái set này 60-65kg thoải mái. Nai 109 còn có set à? Ghi cho em là nai nhá. Nai 109. Nai này là nó mắc lắm nhưng mà em xem 109 luôn cho nó hết luôn. Nai còn một đen với một nu. Một trắng. Nai giùm em kèm màu chỉ đi Thanh Nguyên ơi. Nai kèm màu. Má ơi đã rẻ rồi con cho lựa màu đó. Màu giúp Dung đi cả nhà ơi. Má xem 109 là đúng có lỗi với mấy bà sỉ luôn đó. Mấy bà sỉ đang mua, đang sỉ set này 125.000. Nai đen cho Thị Đoan. Nai nu cho Thanh Nguyên. Ánh Dương Hoàng với Trần Hằng lên màu giùm chị nhá. Này là có lỗi với mấy bà sỉ luôn á. Mấy bà sỉ đang chốt giá hả? Giá sỉ là 125 rồi đó mấy chị. Nai nu còn không? Còn không để biết đọc. Đâu cái nai lúc hôm qua còn cục đâu rồi. Chưa bán cái nai luôn. Không thể nào nó nằm lồn ở đâu dưới này nè. Đó. Thấy không? Nu cho Ánh Dương Hoàng, trắng cho Trúc Linh. Nu cho Trần Hằng. Đưa chị còn một set màu xám nữa. Đưa chị xin set màu xám. Đây xám. Đơn tối qua chưa có đi. Rồi vậy là còn một xám, một nu, một đen với một trắng thôi là hết còn đủ. Má ơi cái màu xám.
con set màu xám thôi, bạn nào lấy thì chốt nha. Nay này xịt lắm luôn đó mọi người, những cái vải này mọi người biết rồi, không cần chúng nói đúng không? Khỏi phải bàn về cái đồ xịt đi, thiệt á, nói thật luôn. Rồi cái này ghi dùm em nhá, nay xám dùm em. Má ơi, nó đỉnh chưa? Trời ơi, nó dày. Rồi cái này ghi dùm em nhá, nay xám. Còn một xám này mọi người, một đen. Mùa này mấy chị mặc mấy set thể thao này là đúng bài luôn á, thiệt. Xanh là cái gì? Xanh cho NT Trúc Linh là cái set trước ấy, 9000. Rồi cái này ghi cho em là đen, xám chứ xám, xám, NT Trúc Linh là xám, không phải xanh, không phải xanh. Sửa lại, phà, xóa cái phía đó đi. Rồi cái này ghi dùm em nhá, màu đen. Màu đen dùm em nha mọi người, màu đen, nai đen á. À, cái này xả rẻ như thế này, đáng lẽ mấy chị một người phải lấy 2 set. Tại vì bình thường mua 1 set đã là 200 mấy rồi. Rồi nai đen dùm em. Rồi màu nu dùm em này mọi người, đỉnh chưa? Má hôm nay là đại sale á, hàng set thể thao luôn á. Áo dung mặc còn cái nào không ta? Còn cái nào mặc hả? Hết rồi mấy chị ơi, áo dung mặc còn màu trắng. Rồi nai nai trắng dùm em này, ai lấy nai trắng thì ghi dùm em là nai trắng nha. Áo dung mặc còn một cái trắng, một cái nâu với một cái chị Thanh Nga lên địa chỉ dùm em nha. Thanh Nga với Hà Phạm, ai lên địa chỉ trước thì để có cái xám, tại còn có cái set xám à. Đây, lấy trắng, ai lấy trắng nữa thì ghi dùm em là xám nha mọi người nhá. Cái gì ta, cái gì ta? Đưa cái áo lại chị mặc đâu rồi? Áo dung mặc có 3 màu duy nhất, hết sạch rồi mấy chị ơi. Hết màu dung mặc luôn, hết màu dung đang mặc luôn. Em còn một cái trắng 125.000, còn một cái trắng duy nhất. Một cái đu. Với lại là một cái đen thôi. Áo dung mặc là 125 hết rồi nha mấy chị nha. Bài nào lấy thì chốt dùm em. Đó, Thanh Nga với Hà Phạm, ai lên trước thì để nha. Rồi set Gucci 180.000 nè, thấy không? Xe mọi người 99k luôn. Ghi cho em là set Gucci 99k. Set Gucci mặc ở nhà 99.000. Ghi cho em là set Gucci 99k nha mọi người nhá. Comment giúp em là Gucci. Đúng rồi, nai trắng là đi với quần đen. Rồi comment giúp em nhá. Comment giúp em là mã set Gucci. Em là nói set nó 65kg, 70kg đều vừa mà chị. Nói như vậy rồi đâu, đâu có quan trọng là mong đâu. Rồi cái này ghi giùm em nha. Cái nó chỉ 100kg nó cũng vô nữa. Thể thao mà. Rồi cái này ghi cho em là set vàng 99.000. Em mà nói phi sai rồi mấy chị được hỏi số ký. Mấy chị 7, 8, 90kg đúng không? 5. Phi sai là chắc chắn 100% là những cái bà nào mà tầm khoảng trường 6 mấy chục ký xuống rồi xuống là thoải mái luôn. Nhá. Thoải mái giùm em mà nói phi sai là không thể nào mà giới hạn số ký. Gucci cho Thu Thảo, set vàng cho Hồng Bùi. Trời ơi, set nu 100.000. Rồi cái này ghi giùm em nha, set nu. À, em mặc hết màu em đang mặc. Rồi set nu, còn một set cuối cùng set 85.000 luôn, hết rồi mọi người ơi, có set cuối cùng luôn á. Xanh gấu chỉ còn nha Trâm ơi. Rồi cái này ghi giùm em nha, mã này. Á ơi, nó đẹp chưa? Rồi 85.000 ghi cho em là set nu 85. Nu 85 nha, áo em mặc ai lấy là thì chốt nha mọi người nha. Nu cho Thanh Nguyên. Hết rồi mấy chị ơi. Còn có set má ơi, set này đẹp chưa này. Rồi comment giúp em. Set trắng giùm em. Hà Phạm là lấy set xám á, xám nai á. Ok chị Hà Phạm này. Một set xanh kia cho Trâm Lê. Áo đang mặc mọi người chốt màu đi em, hết màu đang mặc rồi. Rồi cái này ghi dùm em nha. Má ơi cái này đẹp chưa? Cái này là siêu 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 hot luôn á. Rồi set 129.000. Cái set này đẹp quá. Ghi cho em là set 129. Cái vải thì thôi luôn đó mọi người. 129 ghi cho em là set nha. Em còn 3 màu này thôi. Đen nu trắng. À em đang mặc còn 3 màu đen nu trắng thôi mấy chị. Hết sạch. Tôi chỉ cái set này coi. Thanh Nga không có set xám chị ơi, lên muộn quá hết hàng rồi con. À set xám đúng không? Set hai cho Thanh Nga này. Này hàng siêu cấp dùm em. Hôm bữa là 290. Xe 180 luôn. Hết sạch luôn nha mọi người nhá. Anh Mai lên cho Dung cái địa chỉ nhá. Áo nu cho anh Mai này. Cái mã nào mà đọc không có biết đó, thì hỏi chị nha, đừng bỏ đại nha. Rồi cái này ghi dùm em nha mọi người. Rồi comment giúp em nha, comment giúp em. Má ơi cái set này mọi người nhìn qua là mọi người biết hàng xịn rồi đúng không? Comment giúp em liền nha mọi người nhá. Quá đỉnh. Set K 190.000.
Nu là cái set set ấy ấy. 85.000 đấy, đâu rồi? Set nu 85 vứt xuống rồi mà. Bỏ lồn chai hả? Một lấy một nu là cái áo đang mặc. Anh Mai lên cho Dung cái địa chỉ nha. Thành Huy là đi set nu nhưng mà có một người là anh Mai đó. Rồi cái này ghi dùm em nha, set 190.000 hàng siêu cao cấp nha mọi người nhá. Ghi cho em là set 190. Thanh Nga có như chị ơi, Thanh Nga có set xám á. Thanh Nga có set xám như chị ơi. Thanh Nga có set xám. Có quần jean luôn, đợi xíu đi. Ê đợi chị quần jean không đai đi. Cam cho Bảo Nam. Quần jean không đai lúc tối á. Còn đó như là còn có mấy cái. Rồi áo lúc tối em còn có hai cái này. Áo ghi cho em là áo cổ lọ màu cam với màu trắng á mọi người. Cam với trắng trơn á. Cái áo này lúc tối em sale còn có 89 là 90.000 á. 140 mà sale còn 90 luôn này. Ghi cho em là áo màu trắng với lại là áo màu cái gì? Áo màu trắng với áo màu cam, ghi cho em chữ áo rõ ràng nha. Không mà lộn á. Rồi set thể thao 85.000. Áo rồi. Set này là siêu đẹp luôn. Rồi 85 nha mọi người nhá. Ghi cho em là set 85. Cái này về mấy chị cột dây đằng sau, mấy chị muốn cột thì cột mà không cột thì thôi. Tùy mấy chị này. Muốn tháo ra cũng được nhá. Rồi ghi cho em là đen 85.000 phi size nha mọi người nhá. Đen với trắng 85, 89. Một đứa ngồi ghi giá đi. Phân đứa nào ngồi ghi giá đi. Chứ một loạt là sau tí nữa hỏi xong nhớ giá. Rồi cái này ghi giùm em nha. Comment giùm em, set giùm em nha mọi người nhá. Set. Set giùm em. Rồi áo trắng lúc này em còn có cái duy nhất. Cái này xả luôn. Lai 1.000 mẫu mà vừa hỏi lại giá xem bao nhiêu chịu ấy. Dưới một phân một đứa một ghi giá đi. Rồi cái này ghi dùm em nha mọi người nhá. Trắng tay dài dùm em. Trắng, set trắng cho Trúc Linh 85.000. Rồi áo trắng dùm em. Cái này là hàng rất là xịn luôn. Rồi áo trắng 120, còn có một cái. Áo trắng 120. Quần jean hầu như là giờ còn L không rồi mấy chị ơi. Em xả tặng luôn nhá. Quần jean 120.000 size L. À, quần này đẹp xuất sắc luôn. Lòi lại có cái size L. Cái này là rách siêu đẹp. Cái gì trắng? Cái mũi trắng em không biết là cái gì hết. Áo trắng hay là set trắng nàng ơi. Rồi cái này comment giúp Dung nhá. Quần L. À, cái này đẹp quá. Comment giúp em nha. Quần giùm em 120.000. Linh rồi lấy cái gì em ơi. Cái gì báo Dung nha. Trời ơi, tay dài còn cái này mấy chị. Má hôm bữa đi kiếm tay dài muốn thấy mẹ ra luôn á. Áo trắng cho Linh Ngu. Rồi cái này ghi dùm em. Trời ơi, cái này hôm bữa kiếm tay dài muốn thấy mẹ em luôn á. Rất là xịn sò luôn. 160, 209 mà sale còn 160 luôn. Ghi cho em là màu xanh. Màu xanh dùm em 160. Màu xanh với màu đen. Tay dài đó mọi người. Mọi người mua tay ngắn của em được trước, mọi người mua biết rồi. 250 một cái. Rồi cái này ghi cho em là màu đen nha. Đính đá hàng này, nhìn cái hàng giùm em. Rồi cái này ghi giùm em nha. Màu màu đen, tiền nào của đó. Cái này nhìn lên mà có đủ vai luôn nha. Rồi trắng đá với lại là đen đá giùm em. Trắng đá với đen đá. Comment giúp em là màu. Comment rõ cái màu đi mấy chị, tránh trường hợp. Rồi quần jean còn cái size S. Xe tặng 85.000 luôn. Ờ à, lộn quần tây chứ lộn. Quần tây ống suông còn cái size S xe 85 nhá. Quần suông dùm em 85.000. Ghi cho em là suông 85. Quần tây ấy nha mấy chị nha. Nó là quần tây ấy. Quần tây. Sơ mi này được trước 160.000. Mà dùm em mấy chị ơi. Rồi áo sơ mi cao cấp. Sơ mi dùm em 90. 160 sale còn 90 luôn. Sale xuống tới 70.000 lận đó. Quần tây 85 dây thường lê. Rồi cái này ghi cho em là áo sơ mi. Trời ơi, áo sơ mi mà đi với quần tây 90. Sơ mi mà đi với quần tây thì khỏi phải bàn rồi. Đúng rồi, size S chị. Rồi quần tây còn một cái size S. Ghi cho em là mã. À cái này đẹp quá. Này bán lâu lắm rồi mấy chị. Rồi 99.000. Còn có cái. Quần tây này là em bán chắc không dưới 10.000 cái đâu. Rồi size S dùm em. Ghi cho em là quần tây. Ghi cho em là mã 5 đi. Mã 5 size S, sơ mi trắng như chị thường lê luôn.
Mã 5 nhá, mã 5 size S luôn. Quần này là giảng phong bét ghi nha mấy chị. Rồi ghi giùm em nhá, mã 5 100.000. Ôi giời ơi kìa đã, nó ấy lắm, nó rủi lắm. À, không muốn ngứa mặt. Mã 5 size S cho hồng thắm. Ôi quần này còn size S nữa mấy chị. Là trời, 120 ghi cho em là jean size S. Jean size S giùm em nha mọi người nha, jean size S. Comment giúp em là jean size S giùm em 120.000 có cái à. Jean size S 120.000. Comment giúp em là jean nha mọi người nha. Jean size S 120.000. Ai lấy ghi giùm em nha. Hồng thắm bỏ cái đó ra đi nhìn kỹ trước khi chốt em ơi, chốt rồi cứ xả ra xả vô vậy. Nhường mã 5 cho Thanh Nguyên đi, bỏ hồng thắm ra đi. Làm ơn nha. Jean size S cho Nguyễn Thụy. Nhìn kỹ đi mọi người. Mua hàng thì đã không có hàng rồi, cứ ngồi thì nhìn không kỹ rồi xả vô xả ra. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Đây, cái này hai túi giùm em, 120 luôn, size L. Size L nhưng mà form này nhỏ, 53 54 kg đổ lại thôi. Cái này là 53 54 tương đương với M mọi người. Rồi cái này ghi cho em nhá, cái này là tương đương với M nhá, tại vì 53 54 kg đổ lại thôi, hơn là không có vừa đâu. Rồi hai túi giùm em, ghi cho em là mã hai túi thôi. 53 54 kg đổ lại nhá. 48 cho tới 53 54 có nghĩa là size S với size M đều mặc được cái quần này, thể form rất là nhỏ luôn. Rồi 120 ghi cho em là hai túi là được. Comment giúp em là hai túi nha. Hai túi giùm em rồi, áo này giùm em nhé. Có cái size M kìa. Đó là ngoài nó ghi là size L nhưng mà nó chỉ tương đương với size M thôi. Nó không thể là size L, nó không thể chọc vô được tại vì form quần của nhà em là form của hàng hot girl chứ không phải hàng xưởng lên. Quần jean mà 60 kg lên là chỉ có hàng xưởng lên thôi mấy chị. Hoặc là nó là size XL thì nó mới vừa được nha. Hai túi cho Kim Sa rồi hết. Rồi áo giùm em, cái này hàng tao bao á mọi người. Áo, comment giúp em là áo nha. Cái này dùng hết rồi mọi người ơi. Nè, chuẩn tao bao luôn. Cái này em xả cho mọi người trên live luôn là một bao nhiêu, 140 hả? Xe cho mọi người 99.000 luôn. Ghi cho em là áo, cái này hàng tao bao nha, không phải hàng Việt Nam như mình đâu. Rồi cái này ghi giùm em luôn. Áo kèm màu, cái này đẹp nhất. Khi một là mình mọi người mặc với chân váy xòe, hai nữa là mọi người mặc với lại là cái quần ngắn ngắn ở đằng trong á. Áo 3D nha mọi người nhá. Rồi ghi giùm em nha. Được nha Linh Ngu ơi. Rồi cái này ghi giùm em nha, áo trắng với áo đen 100.000 cái. Ghi cho em là trắng với đen nhá, 100.000. Rồi sơ mi jean còn cái xe 100 luôn này. Cái này là sơ mi tây dài 185 lận. Rồi xe 100 luôn nhá. Ai lấy thì ghi giùm em là sơ mi jean 100.000. Đẹp không? Cái này là có thể form giống quần luôn á. Áo đen cho chị Yori. Đây nha mọi người. Comment giúp Dung nhá. Sơ mi jean 100.000 luôn. Ghi cho em là sơ mi jean 100. Bắt đầu cũ quá. Sơ mi jean 100 nha mọi người. Đó, cái áo này tối qua vừa xem xong nó lòi ra đâu đây. Áo xám giùm em. Hôm qua xem 79.000 à. Áo xám 79 nha mọi người nhá. Ai lấy xám 79 ghi giùm em là xám 79. Xám 79.000. Comment giúp em là xám nha. Em vừa bán sale hôm trước 120 xong á. Xám 79 cho ta ra ngọc. Áo 79 nó còn không ta? Còn xám không cho Quỳnh Nguyên cái. Cái màu luôn. Rồi quần này mấy chị. Quần này còn cái size cái này còn cái size L 120. Áo đang mặc 125 mà hết rồi. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Mã này ghi giùm em L 120 luôn. À, cái này rách siêu đẹp. L 120. Mọi người nhìn cái rách gấu này. Ở dưới rách gấu đừng về nói hàng lỗi tội nghiệp em nha. Rồi cái này ghi giùm em nha. Rách 120. Rách 120. Cái này hàng to bao á mọi người. Cái form này. Rồi rách 120 giùm em. Bà nào mua được size L là lời tiền lắm luôn á. Thiệt. Rồi cái này ghi giùm em nha mọi người nhá. Màu nu giùm em. Màu nu còn một cái này. Cái này em sale có 79.000 nè. Rồi cái này ghi cho em là màu đen còn cái. Màu đen. Áo này là form chuẩn luôn nha mọi người nhá. Màu đen với lại là màu xanh. Đó, còn nó mấy cái đưa ra sale mới chỉ 79.000 luôn. Chứ hôm bữa là đang sale 120.000 đó mọi người. Áo này nút của nó là nút bấm nha. Áo kem màu giùm em. À có cái màu trắng nữa nè mọi người. Màu trắng. Trong tủ em cũng là đủ màu những cái áo này luôn. Tại mặc lên nó form nó đẹp lắm mọi người. Nó vạt bầu nhẹ nha. Có rồi nha Quỳnh Nguyên ơi. Comment giúp em là màu nhá. Set ba lỗ lại chưa nha em ơi. Rồi comment giúp em là áo kèm màu giùm em. Áo kèm màu mọi người mặc với quần jean cũng đẹp. Trắng nha Thanh Nguyên.
để mặc lắm mọi người. Rồi đầm Maxi, trời ơi cái đầm này hàng hãng luôn này mấy chị thấy không, 100.000 luôn, hàng hãng luôn á. Rồi 100k khi cho em là Maxi xanh ngọc cho Gia Liên Hoàng. À, áo trắng cho Thơ Yonly. Set ba lỗ trăm lê là cái set ba lỗ xanh ấy nha, lấy luôn là set ba lỗ xanh nhá. Rồi cái này đầm Maxi 100.000. Má ơi, 280. Sale còn 100. Được nha, chuyển khoản là bên em giữ đơn thoải mái. Xanh 79 nhân hoa kim. Vừa nha Mỹ Duyên ơi, vừa tại phong nhỏ em ơi. Quần đó phong nhỏ Duyên. Quần đó là phong nhỏ nè, vừa. Rồi má là còn cái quần size S này, duy nhất luôn. Có cái duy nhất size S thì bạn nào lời được thì lấy nha. Văn Út cho Dung lên số điện thoại địa chỉ nha. Dung ơi ra bị nhầm đồ rồi. Chị inbox cái gì ta? Cái số hotline á chị. Rồi có người giải quyết đơn cho chị nha. Gia Liên Hoàng có, chị ở đằng sau ảnh bìa của em có cái số hotline á, chị gọi số hotline của em nhá. Hoặc là nhắn tin vào cái Zalo số hotline xử lý đơn hàng lỗi á. Hoặc là nhầm hàng á, sai tiền á, chị vô đó giùm em nhá, tại em đang like rồi. Kêu hành lấy cho chị Nga nha, chị Vân Út này. Hai trắng, một xanh với một đen cho chị Vân Út, kêu hành lấy á. Của chị Nga. Hai trắng. Đơn của bà Sam Sam chưa đi rồi, quần size S sale 95.000 còn có cái à. Quần size S cho mấy chị. Hai trắng một đen với một xanh. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Đầm Maxi đằng sau nó như nó là đan dây á chị. Nó là đan dây đằng sau, phi size. Rách còn L không Dung? Dung coi cái đạn, chả biết nó nằm ở chỗ nào. Cái quần rách này chị đưa đâu rồi ta? Cái quần rách này chị đưa cho đứa nào? Đưa cho chị. Jean 95 cho Big Trump. Đây này, rách Dung còn cái L này, bà Huệ lấy không? Có cái mà cái rách này đẹp lắm luôn á. Em thề là cái quần rách này form rất là đẹp và nó rách kiểu đẹp lắm. Nó rách kiểu rất là đẹp luôn, mọi người thấy rách đẹp không? Hôm bữa có bà kia nhận cái quần này về, kêu là Dung ơi, quần bị lỗi hai cái ống quần chắc xỉu á. Jean đó còn không? Cái quần jean đó còn không em? Quần jean đùi á. Vừa nha Huệ ơi, vừa. Quần jean đùi còn sẽ không? Thu Thảo là lấy xe S đúng không em? Rồi hết S rồi hả? Còn ML thôi, còn em chung còn ML thôi mấy chị, hết S rồi. Tại ông đã xài 95.000 là không còn đâu. Rách L cho Nguyễn Huệ nè. Cái này ghi cho em là đùi nhá. Cái này còn ML thôi, hết S. Má cái quần này đẹp lắm luôn ấy. Nói thật tình luôn đó mọi người. Đó, siêu đẹp luôn. Rồi cái này ghi dùm em nhá. Hết rồi Thảo ơi, còn ML được không? Em bao nhiêu ký? Cái M là tầm 47 ký cho tới 53, 54 nhá. À 51, 52. Rồi ghi giùm em nhá. Má lưng đã ha. Rồi ghi giùm em một cái L không phải đâu. L là quần rách. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Mã này ghi cho em là đùi ML nhá. Hết S rồi. Đùi M chị thường lê. Tại cái đó không gọi là 6, L 60 mang M vừa chứ. L cho bé kem cute rồi hết M luôn. Hết mờ luôn rồi mấy chị ơi, hết sạch rồi nha. Nói gì ta? Ôi, 3 món màu đen còn 1 set duy nhất này. 3 món màu đen còn 1 set duy nhất. Ai lấy 3 món đen 180 thì ghi dùm em là 3 món đen nha. Đùi em hết mờ luôn rồi. Thúy Trần lên địa chỉ dùm em. Trời má ơi, 3 món còn màu đen luôn rồi mấy chị. 3 món còn màu đen luôn nha. Bà nào bà lấy 3 món màu đen thì ghi dùm em là 3 món đen. Cái này không về lại đâu mọi người. Tại đã sale 180 nó không về lại, 250 lần. Mà sale 180 mọi người, những cái phong chân váy này đỉnh không, còn trong có quần nhá. Rồi comment giúp em nha mọi người nha. 3 món giùm em. Quần nhung nè. Bà nào hỏi quần nhung đâu rồi? Trời ơi, cái quần nhung mấy chị ơi. Trời ơi, cái form này mọi người. Quần nhung 99.000. Quần nhung này không phải là 145.000 á. Xe còn 100.000 luôn này, nó hơi chói nha. Rồi quần nhung giùm em, ở form đỉnh không? Y chang cái form em đang mặc luôn, nhưng mà nó là nhung thôi, rất là xịn sò. Nhung này rất là mềm luôn nha. Cái nhung này sờ lên đã lắm, không có size phi size nha mấy chị. Rồi quần nhung. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là quần nhung nha mọi người nha. Rồi áo giùm em, áo 69k. Áo này
này mà từ từ bao nhiêu ta, từ 130 từ 140 mà xe còn 69, màu nâu đậm với nâu nhạt với màu đen này, hàng cỡ này rồi mấy chị. Rồi 69.000 comment giúp em là màu đẹp không, form này vô phát là thấy form luôn đó mọi người. Rồi 69k comment giúp em là màu nhá, màu giùm em này, vải này đã không. Rồi comment giúp em là màu nhá, màu nâu đậm nâu nhạt với lại là màu đen giùm em, ba màu vải đã không mọi người. 69k đó, sáng ai có nhân viên gọi để chốt đơn có thể dồn như mấy chị nha. Rồi màu giúp em nha. Rồi set thể thao còn một set duy nhất, bạn nào nhanh tay thì được cái set này. Set này chúng mà xem qua có 129 thôi đây nha mọi người nhá. 69.000 hoàng như ý, nhớ chốt thêm một sản phẩm đi đơn nha. Đây siêu phẩm đây mọi người, còn có set duy nhất luôn. Rồi màu nu giùm em 129.000, 180 Thu Thủy lên cho em cái địa chỉ đi chị ơi. Rồi cái set này còn có set thôi, ai lấy cái giùm em là set nu giùm em nhá, set nu. Xe nhé bà trên like còn có 129 thôi, ghi cho em là set nu có nón Big Trâm set nu này. Big Trâm nhớ đơn này, nhớ nghe máy nha em ơi, không nghe máy là không có chốt đơn chị set nu chị mà. Set nu này em còn á. Thanh Nguyên set má đẹp quá ha, set nu này đẹp lắm luôn đó mọi người, ghi cho em là nu nhá, đợi xíu đem mặc cho mọi người coi. Áo này đẹp lắm, set này siêu đẹp luôn, không đẹp không lấy tiền mọi người luôn mà. Này cái áo này của ai bỏ lên người ta. Có rồi, áo đen với áo nu cho Thu Thủy này. Đây đó, tôi mặc cho mấy bà coi cái form thôi, đỉnh không. Á set nu này không lấy là đúng hối hận đó mọi người, form đẹp cực kỳ luôn đó. Đi cho em là set nu nhé. Chưa, đôi hôm qua chưa có đi. Ai lấy nu nữa thì ghi dùm em là nu nhá mọi người ơi, ghi dùm em là nu. Cái quần này còn một cái, hai cái size S nữa mấy chị. Tháng em vừa mặc xong luôn á, còn hai cái size S luôn, hết luôn rồi, còn hai cái size S 139. Quần này là quần siêu đẹp luôn, quần suông mà quần siêu cấp á mọi người. Sáng em vừa mặc một cái xong luôn, nó quá đẹp. Rồi cái này ghi cho em nhá, quần suông set nu cho Nguyễn Huệ. Ôi nhận hai đơn kia được mấy ngày rồi em đặt lại, chị kia kêu cổng mà em đang làm trong xưởng ra được một tí rồi, chị kêu tí là đi nhớ nghe máy nhận hàng chị là được, để hoàn hàng về nữa là vô xách bông hàng á, mất công nhá. Rồi quần hai cái xe S luôn nè, cái này là hàng ở Nhật rất là xịn sò luôn đó mấy chị nè, thấy hàng không. Rồi 140.000, quần này là quần tốn qua Dung Lai mọi người á, nhưng mà có hai khách sale ra, cái này hàng rất là xịn luôn. Quần này gọi là quần suông, mà ống này không phải là suông thường nha mọi người, suông này form rất là đỉnh luôn. Đó, em ơi nhìn thấy ống không? Cái quần này mặc lên nó che khuyết điểm được rất là nhiều luôn. Rồi size S giùm em nhá, ghi cho em là quần size S giùm em. Mọi người coi lại live hôm qua Dung có mặc đó mọi người ơi, coi lại live hôm qua nha, đẹp lắm luôn. Rồi cái này ghi giùm em nhá, đây áo 69.000 ba màu, trắng đen với lại là màu vàng giùm em, 69.000. cái này hàng của Zara nha mọi người nhá, xịn ơi là xịn luôn. Trắng đen với lại là màu này ghi cho em là màu vàng nha mọi người nhá, trắng đen với vàng. Cái này mọi người mặc với quần sọt hoặc là quần jean hoặc là quần tắc ta đồ rất là cưng luôn. Rồi ghi giùm em nhá, áo 69.000 kèm màu giùm em, ghi cho em là áo 69.000. rồi sơ mi em còn một cái màu trắng này, nhìn mọi người những cái sơ mi giùm em này, xịn sò không. Rồi sơ mi nha mọi người ơi, mọi người tương tác chấm bài hộ em Dung đi mọi người, chấm cho em Dung hộ đi, chấm bài giùm em. Rồi cái này ghi giùm em nha, comment giúp em là áo trắng giùm em nha mọi người, comment giúp em là trắng, ai lấy trắng thì ghi giùm em là trắng nha, áo
trắng giùm em 140.000. Cái này là sale rồi nha mọi người nhá. Còn đợt chưa sale là 220, sale xuống còn 180. Rồi comment giúp em nhá. Còn sọc hồng với lại là sọc xanh nữa này. Vải rất là đỉnh luôn, không đẹp trả lại tiền cho mọi người nhá. Không phải hàng xưởng đâu. Rồi cái này ghi cho em là sọc xanh và cái này là sọc hồng. Hồng còn có một cái duy nhất à. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Sọc sơ mi sọc mặc với quần ngố mọi người, form siêu đẹp. Ai lấy sơ mi thì ghi giùm em là sơ mi nhá. Sơ mi còn tinh dầu Dubai không chị? Biết còn set nào không nhỉ? Đó mấy cái set lẻ cho tay em kìa. Rồi set này còn một set 85.000. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Set 85.000. Sơ mi sọc xanh, sơ mi dung xe có 140 à. Sơ mi đó là tới 200 mấy lần đó. Bà nào muốn sơ mi đồ rẻ nhất của Dung Hoàng 190 đó. Ở giờ dung xe hàng rẻ mấy chị luôn á. Xe rẻ xuống mấy chị. Sơ mi có 140 rồi mấy chị ơi. Các chị xin lại cái màu đi. Sơ mi của nhà Dung không phải là hàng xưởng như người ta bán 101, 102 đâu nha. Của nhà Dung là hàng xịn đó mọi người. Nè, thấy không? Rồi màu này là màu sọc, sọc hồng. Lấy màu nào vậy Trang ơi? Trang lấy màu nào? Lấy sọc nào thì comment giúp Dung, với lấy màu trắng thì comment giúp em là màu trắng. Lấy màu gì mọi người comment đi mọi người. Sơ mi này mọi người nhìn cái kỹ cái chất vải giúp em này. Rồi xuông còn em mờ không em? Sơ mi sọc xanh cho Nguyễn Huệ. Ơ Nguyễn Huệ như thế này có rồi mà ta. Có rồi. Trắng với chị Vân, trắng cho Bích Trâm. Nguyễn Huệ có rồi em ơi. Sơ mi là mọi người phải comment màu ấy, tại vì nó có hai màu. À cái xíu nó bấm như tháng 5 cái tháng 10. Trắng với hồng cho Trang Nguyễn. Có 140.000 là hàng xịn đó mấy chị, không phải hàng rẻ đâu mà lo nha. Còn cái này nó có hàng xưởng lên thì tầm 95 đến 105 thôi, tùy chỗ bán. Cho của nhà em hàng xịn nha mọi người. Tiền nào đi với củ đó thôi mọi người ơi. Rồi cái này ghi cho em là set 85.000. Nãy em có sale một set màu nu ấy, còn một set màu xanh này. Tai quần đẹp không? Set xanh. Bộ Dung mặc 53-54kg đổ lại mang vườn. Tầm 53-54kg nha. Sọc hồng luôn cho Nguyễn Huệ. Rồi cái này ghi dùm em. Trời ơi set thể thao 240 á mọi người. Rồi set thể thao sale tặng cho mọi người 119.000. Còn một đen với lại là một cam. Cái này ai comment nhanh nhé. Còn một đen với một cam thôi. Đó, tại nó lẻ lẻ như thế này cho nên Dung sale luôn. Ôm như thế này luôn. Nói chung là cái form nó tựa cái form Dung đang mặc luôn. Sơ mi trắng cho trăm. Rồi hết trắng hả? Rồi cái này ghi dùm em nha. Set đen cho Big Trâm. Sao lắm nhà lắm trâm với trâm vậy ta. Rồi em còn một cam thôi mấy chị. Hết rồi. Còn một cam duy nhất. Em có cái áo trắng này đẹp lắm nhưng mà chưa tìm thấy nó đâu, nãy em soạn ra để like mấy chị chưa nhìn thấy luôn. Rồi em còn một cam này, cam tay dài. Ai lấy cam thì ghi dùm em là cam. Cái áo ba lũ da ga còn cái em mới nhận được kem. Sơ mi xanh cho Thơ Yoli. Rồi cái này còn có set à, còn có áo tặng cho mấy chị 49.000 nhá. Tương tác chia sẻ lại dùm em đi. Rồi cái này ghi dùm em nhá. Bộ Dung đang mặc sale còn có 129.000 à, 130. Rồi ba lỗ Dung nha mọi người nhá. Ghi cho Dung là ba lỗ 49k. Ba lỗ. Rồi ba lỗ dùm em nha mọi người. Đây bạn nào hỏi set tinh dầu Dubai Dung còn 2 set không, bởi Dung kia nhưng mấy chị quên bên mà bá mất tiền bao nhiêu tiền rồi. Như là bao nhiêu ta, 150 hả? Cái này có tem chống hàng giả luôn nhá. Set tinh dầu Dubai này ở ngoài tầm 1.2 tặng 99.000. Có 2 set à. Cái này là có tem chống hàng giả rồi, là mấy chị biết là Dung không bán hàng fake được nha mọi người nhá. Rồi ghi dùm em áo ba lỗ Dung hết rồi. Rồi còn một cái ống ôm như thế này nha em. Set tinh dầu Dubai. Cái này là hàng có túi luôn nha mọi người nhá. 99.000 bán tặng á. Cái này Dung chưa có khui ra nên nó có tem chống hàng giả ở đây. Cái này là bán tặng cho mọi người đó nha. Tặng cho ai? Hai người duy nhất thôi. Mở cho mấy chị coi nhá. Tinh dầu này hàng tinh dầu của Dubai, mọi người biết là một chai tinh dầu Dubai là 5-6 triệu đó. Cái này là 5 chai nha mọi người nhá. 5 nè, một cái này có 5 ml thôi. Trời ơi, 5 ml mà mua ngoài không đã là 120-130.000 một chai đó mọi người. Cái này là 5 mùi khác nhau nhá, 5 mùi khác nhau. Đây. Một set của nó như vậy. Rồi,
Vân Ngọc Ánh một set. Rồi còn một set á, bà nào lấy thì chốt giùm em. Rồi áo này, ủa áo này nhớ hôm qua chị xả có trăm mấy hết rồi mà ta. Đâu ra vậy? Rồi áo này còn một cái, trưa hôm qua thấy nhớ là chốt không còn cái nào mà ta. Áo này sale luôn. Ờ, Big Trump còn cái nào không đi? Hoàng Như Ý, Rumi Summer. Ừ, cái đó tinh dầu cũng phải nước hoa. Nó là tinh dầu, nó là nước hoa nhưng mà nó là dạng tinh dầu cô đặc á. Nó rất là mắc, ba lũ cho Thư ấy. Ruby pha sao có hàng bom về này chị ơi. Rồi áo này em hôm qua em sale có 139.000 thôi. Hoàng Như Ý, Rumi Summer, Big Trump có nha. Cái đó lấy một set đi em, thơm lắm. Thiệt ấy, chị nói thật luôn á. Cái đó là tinh dầu Dubai, mọi người biết là tinh dầu Dubai nó mắc cỡ nào mà. Còn set nữa không cho Thanh Nguyên set. Chứ hàng đó không có trăm mấy đâu, chỉ bán là 350 một set đó. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Bộ chị đang mặc là sale 130. Rồi cái này áo, hôm qua em sale có 140 không thấy lọt đâu ra đâu cái á. Qua xong sale 140 là ai cũng giành nhau luôn á. Còn set nào nữa không Nhi? Hết rồi Nhi Trương ơi, rồi. Hỏi đầu tiên mà comment cuối cùng thì làm sao mà còn. Hỏi đầu tiên mà sao comment cuối cùng vậy em? Không còn set nào hả? Áo 140 cho chị Vân. Hết mất tiêu rồi sao mà hỏi đầu tiên rồi comment. Đưa chị cái hộp luôn đi. Đây nè, em có lấy thì em lấy cái hộp luôn đi. Hộp 99.000 luôn. Má hộp em lấy vô 249.000 đó mọi người. Hộp em bán là 350 luôn đó nè. Cái này em còn một hộp nhá. Cái này ghi cho em là mã 3 rồi. Cái này mã bao nhiêu quên mẹ em luôn rồi. Giờ ghi sao ta? Mã số 10 đi ha. Mã số 10. Đây. Cái này mà phát hiện hàng fake luôn đền cho 10 triệu. Inbox đền ngay 10 triệu luôn. Rồi ghi dùm em nha mọi người nhá. Set chúng đang mặc kiểm tra đơn dùm em cái chị ơi. Mã số 10 nha mấy chị. Gấu Banna. Còn hộp nào không? Rumi Summer. Gấu Banna là heo xinh bé đó. Nó là tinh dầu Dubai mùi sang nha. Tinh dầu Dubai nó chỉ có là mùi sang thôi. Em coi được mấy hộp vậy? Mấy hộp đứng dậy coi giùm chị đi. Không, mấy hộp mà đếm đại đi thì chị bấm cho khách cái này. Hả? Mấy lính lô này làm Hồng Thắm với Kim Thùy rồi hết. Ô mấy phiếu rồi, quên mẹ rồi. Một người nữa hả? Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Mã số 10 nha mấy chị. Cái này thơm lắm. Cái này mùi sang chảnh nha mấy chị ơi. Nó không có ngọt đâu. Tinh dầu Dubai nó sang lắm. Rồi set này giùm em nha. Set Dung đang mặc còn một set cuối cùng. Bà nào lấy thì chốt. Tại hết rồi. À Dung còn một cặp dầu gội cuối cùng. Bà nào lấy bán tri ân tặng cho luôn. Để cho em một hộp cho Nhi Trương nè. Cái này là bị bom 2 set chứ. Bom 2 set. Mà chờ em bán thì mấy chị sao em không biết lấy cái gì gói cho mấy chị luôn á. Nhà ông còn cuộn sốt nào luôn. Set đang mặc Nguyễn Huệ như là có rồi á nè. Cái set dầu gội collagen đó mọi người. Đó, là Dung đang xài cái này nè. Cái này Dung sẽ bán tặng mọi người luôn 199.000 luôn. Cái này em cam kết cho mấy chị. Nếu như mọi người ai biết tóc em cách đây mấy tháng là trên đây mà giờ nó dài, em nối cho mấy chị, em chỉ nối ở lớp ngoài thôi. Còn lớp trong của em là dài tới đây rồi. Em chỉ nối lớp ngoài tại vì lúc em nối tóc là nó cắt 2 tầng á, cho nên nó bị dày ra cái lớp ngoài. Em phải nối cái lớp ngoài chứ thật sự là lớp dưới em không hề nối một tí nào này. Dài lắm. Cái này là cặp dầu gội này em cam kết cho mấy chị luôn là mọc tóc rất là nhanh luôn. Bạn nào mà bị hói hoặc là tóc mọi người mà nhuộm mà nó bị ấy, mọi người nên mua cái cặp này. Xài rất là đã luôn. 100 hả? Chị để 100 hết luôn á. Cho nó gọn. Rồi cái này ghi dùm em nha. Em lại đếm cho chị được mấy set dầu gội đó, chị bấm cho khách. Ôi chết rồi, không có cái gì để gói dầu gội ta. Có 199.000 một cặp em. Cái này là bán tri ân thôi nha. Bạn nào mà bom là chết tôi á. Bom là tới nhà kiếm đó. Tiên cộng một set. Thúy Phượng giả hàng không lấy không? Ừ chắc vậy á. Thì em tính theo cặp thôi. Nó đường nào cũng là một cặp thôi. Em tính một cặp thôi. Gấu Banna, Trâm Trâm, Như Hoàng Ý. 199.000. Em đếm là bao nhiêu chai nó để chia ra cặp thôi. Đường nào thì nó cũng ấy. Tại cái này em bị bom ít lắm mọi người. Đợt trước là 500 cặp lận á. Mon Nguyễn 12 chai hả? Dung ơi 1m55 bộ em là vừa chứ chị ơi. Ấy 56kg không vừa được nhá. Rồi em còn một cặp cuối cùng là hết nha mọi người nhá. 199k.
199.000 đó mấy chị. Rẻ lắm, cái này là 1.000 ml lận chứ Dung không bán loại 500 ml đâu. Cái này Dung bán loại 1.000 ml lận cho mấy chị, là mấy chị phải xài cả năm trời đó. Nó thơm kinh khủng lắm, bạn nào xài của Dung rồi là biết chứ Dung không có nói điêu đâu thiệt. Bán mấy cái này đâu có lời đâu, nói điêu chi mấy chị, thiệt á, không có lời đâu mà đi nói điêu chi cho nó cực. Nói điêu chi cho nó cực ra mọi người ơi. Bán cái gì mà lời nhiều nói điêu tí đỡ tốn nước bọt. Chứ còn này không có lời luôn á. Rumi Summer một cặp. Anna Kim lên cho em cái địa chỉ này, Anna Kim một cặp. Sao vậy chị hả? Chị cũng không biết sao em vô xanh check bom hàng. Đơn em chưa hoàn vô, không ai kem. À. Anna Kim lên địa chỉ giùm em nha. À, chị nhắn vào, nhắn cho em trên live luôn chị. Cho em trên live tí nữa có nhân viên gọi điện cho check đơn lại cho mình nhá. Rồi set này, còn một set màu đen duy nhất. Ai mà thấy hôm nào hôm qua em mặc set màu gì mà quên bán rồi ta. Em nhận rồi, vậy chốt cho em một set này nha. Vô rồi. Không, hôm bữa nó có nhận một set 3 món rồi. Cho nó vô cảnh báo đi. Sao để nhắc lại, ngày nào cũng nhắc hết. Ok chị Kim Anh. Rồi chốt cho em rồi đó, nhớ nghe máy nhận đơn nha. Rồi cái này ghi dùm em set đen. Cái này có cần em mặc không? Mặc đâu, không có đâu, có set à. Có link kêu biết quen lắm mà. Ủa sao nó như hôm bữa nó nhận một đơn rồi đó. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em nha mọi người. Comment giúp em là set đen. Cái này còn màu gì à? Rồi cái này ghi giùm em nha. Màu giúp em. À màu nào cũng còn nó mấy set rồi. Sao tao mặc này hả? Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhé. Comment giúp em là màu. Em còn một set này màu màu à, ba cái lượng thiếu lượng. Ôi trời ơi, nhiệt mình vậy. Má ơi, rung hết cả chim. Mẹ nếu biết trên shop là cửa kính làm 40-50 triệu cho người ta đập luôn á. Phí ơi là phí, trên shop chỉ chả lấy được cái gì về hết cho không luôn á. Tự nhiên ngại, ngại ta mà ngại từ bay đó. Rồi xét giùm em chân váy xếp đi đen, hình như còn ML thôi bà ơi, hết size S rồi còn mỗi ML à. Trời ơi mọi người này, đây nhân viên em nó kêu là nó còn không có mà lấy đó mọi người, thì lấy gì mọi người còn. Rồi các anh ghi giùm em nhá, chân váy màu đen nhưng còn ML đẹp lắm mà em hết mất tiêu rồi. Ê đưa đưa chị đi, như còn màu nâu luôn á, cái chân váy xếp ly á. Rồi set em đang mặc, bạn nào lấy thì chốt nha, 129.000. Đen chị vừa, cái này vừa thoải mái nè. Nó thoải mái lắm mấy chị, nó cực kỳ thoải mái luôn. Vải rất là đẹp luôn nha. Rồi em còn màu trắng, áo trắng quần đen màu nâu. Đen cho chị Hằng một set này. Chị Hằng một set. Rồi cái này ghi giùm em là màu trắng này. Gì màu trắng với quần nâu không vậy? Nó phân biệt ta. Áo trắng quần nâu, áo trắng quần đen. Đó mọi người comment giúp em nhé. Áo trắng quần nâu với áo trắng quần đen. Với set chung mặc là màu nâu. Với set đen nha mọi người nhé. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Loạn luôn á. Cái màu nó khó phân biệt ghê đó mọi người. Thúy Hằng lấy màu gì em? Áo đen quần nâu này, mọi người comment như vậy nha. Áo trắng quần nâu, còn cái là áo nâu quần trắng. Rồi cái này là cái áo trắng quần đen. Đó, mấy bà lấy như thế nào mấy bà comment cho tôi nha. Không còn lộ đấy. Này nó hơi rối tí xíu. Nên phải comment đúng. Đó, ai lấy thì giùm em. Chân váy này em còn mũi ML thôi mấy chị ơi. Em còn mũi ML. Nè, mấy chân váy này em bán không biết bao nhiêu hàng rồi đó. Màu đen cũng còn ML. À màu thế thể thao nón rồi không chị? Cái gì? Thương bút lên số điện thoại địa chỉ. Xét thể thao lúc này cũng thay ra còn. Đây nha mọi người nhá, màu đen còn size gì ạ? XL. Cái này màu nâu thì em còn. Áo đen quần nâu cho Nguyễn Lược. Màu đen còn size gì? Tôi mua lên số
vẫn phải đi chị. Còn xe thể thao Dung vừa thay ra đó, chốt cho phô mai kem cặp dầu gội rồi. Chốt rồi mà. Còn mũi ML hả? Rồi của chân bán còn mũi L thì em hết sạch rồi mấy chị ơi. 135 nhé, hàng cao cấp. Hàng cao cấp cho mấy chị. Rồi áo, trời ơi, nghe từ áo tao bao là mê mê mệt luôn. Áo này đẹp lắm, còn đúng hai cái nữa. Rồi áo dùm em nha mọi người nha. Áo này áo cổ vuông tao bao á, ghi cho em là áo nha mọi người. Trời ơi nó đẹp. Rồi sale 100.000 luôn, hết rồi đó. Áo dùm em hàng tao bao cổ vuông á, má em bán hot quá, nó hết sạch luôn mấy chị. Áo dùm em nhá, ai lấy áo ghi cho em là áo nu với lại là áo đen nha mọi người. Cái này là hàng tao bao luôn, nó mới má ơi, hàng rất là xịn luôn. Áo 100.000 cổ vuông, chất len này là len len mịn nha mọi người nhá. Rồi ghi dùm em là áo cổ vuông dùm em, comment giúp em là áo cổ vuông. Cái này bỏ vào sắc màu luôn, không phải nó màu thịt bà luôn. Chỗ nào nó xuống thoại địa chỉ thì mới thấy được mấy chị. Rồi cái này ghi cho em là quần rách. Má ơi, còn cái này lờ rách nè. Set áo đen quần nâu cho Thúy Hằng. Quần nâu. Rồi cái này ghi dùm em nha mọi người nhá. Áo cổ vuông nâu cho Trúc Linh. Áo cổ vuông sale có 100.000 nè. Đây mấy chị, set 130. Rồi cái này ghi dùm em nha, mã này ghi dùm em. Quần rách size L còn có cái à? Rách size L. Áo đen quần nâu chị hết rồi Thúy Hằng ơi. Còn quần nâu áo trắng thôi. Rồi cái này ghi cho em là quần L dùm em nha, sale. Ủa nãy lúc này Nguyễn Huệ lấy cái này rồi á. Nãy em lấy rồi, chốt nữa là trùng á. Có màu gì á chị? Cái gì? Áo cổ vuông còn cái màu đen à? Hết rồi. Còn áo cổ vuông còn cái màu đen à? Còn hả? Để đưa chị cái màu kia đi. Đây. Đó. Áo cổ vuông đẹp lắm. Em không có review quá nhiều cái áo cổ vuông. Em đây như là dưới kia, dưới đó luôn á, thấy không? Hả? Này còn một màu nâu với màu đen. Ai lấy thì ghi dùm em nhá. Nâu với đen. Rồi má ơi, cái vải đã lắm luôn đó mọi người. Khuyên thật luôn là đừng khuyên chân thành luôn là nên lấy cái này. Tại vì lượt em bán tới 180.000 lận á. Rồi sale cho mọi người thôi. Cái này là màu kem á. Nói màu nâu thì nó không có đúng đâu. Màu kem á mấy chị. Màu kem với màu đen. Áo là quần này nãy Nguyễn Huệ có rồi. Đừng có chốt nữa. Trùng mẫu á. Nu cho Tiên Cam. Tiên Cam lấy màu nu. Cái áo đó là nó mặc định hình cái ngực mình lại. Gom ngực rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn á. Rồi cái này ghi dùm em nhá. Màu này ghi dùm em là quần. Quần size L giùm em nha. Ghi cho em là cái gì vậy? Xong qua hình nó hết rồi. Phương Vi lên địa chỉ rồi. Má ơi cái set này hôm qua đánh nhau chung chúng ở trên live này. Hà Nguyễn Thị lên địa chỉ rồi. Cái set này 220 sale còn có 9. Hôm qua đâu? Hôm qua sale bao nhiêu? Chết mẹ rồi. Áo đen của Vương Nguyễn L, Trúc Linh, Minh Nguyệt Hà, áo đen của Vuông. Cái mẹ set này hôm qua sale có 130.000 mà còn bom nữa, chắc em xỉu với mọi người luôn á. Cái set này hàng rất là xịt luôn. Set đen đó mọi người 130.000. À nghĩ sao mấy chị đi xả set này ta. Set này hôm qua em sale lỗ cực kỳ lỗ luôn á. Thiệt. Cái chân váy rút bình thường đã là 120 rồi. Sale rẻ hôm bữa sale bom đã là 100 rồi. Rồi 130.000 ghi cho em là set đen nhá. Hôm qua thì đánh nhau giành màu đen. Nó đã rồi, giờ xài của con bé. Em tức nhất là mỗi lần rồi mà trời ơi má ơi, hai cái set này đâu ra vậy trời. Set Chanel dùm em. Rồi 99.000. Phương Vi là áo đen của Vuông. Mấy chị ơi, khách mới nhớ để ý điện thoại chốt hàng dùm em nha. Nha. Chứ tội nghiệp em lắm, mấy chị toàn là mua xong rồi mấy chị á hả? Toàn là không nghe máy không à. Bỏ muốn nát cái điện thoại luôn á. Rồi xanh này, đầu line này xanh với lại là nu nhá. Xanh với lại là màu nu dùm em. Xe cho mọi người trên line còn 99.000. Đầu line đánh nhau cái mẫu này luôn á. Rồi ghi dùm em nhá. Xanh với nu. Ghi cho em là xanh với nu nha mọi người nhá. Mẫu cho em set thể thao dài á. Màu nu với lại màu xanh. Nó có 100.000 mua được cái set thể thao dài luôn. Đỉnh chưa. Xanh cho Nguyễn Huệ. Rồi còn một nu duy nhất hết luôn. Còn một nu duy nhất nha mọi người ơi.
mấy chị. Đây, được chưa? Quần không túi 180, cái này em khỏi mặc nha. Tối em mặc em chảy hàng mất ba rồi, còn có mấy cái à. Còn cho chưa được 2G luôn á. 2S, 2M, 2L luôn. Quần này thì khỏi phải bàn về cái đồ xịn. Nói không về cái đồ xịn của nó luôn. Rất là đỉnh luôn. Không đai 180, SML giùm em nhá, màu đen thui luôn. Màu này là nhiều người kiếm nhất, tại vì mọi người biết xong, nó mặc rất là ốm người luôn. Ốm hay lại màu đen nó mặc lên cái form nó đẹp lắm. Rồi ghi giùm em nhá, màu đen giùm em. S, M và L giùm em 180.000 không đai size L. Ai cũng hỏi quần này màu đen thế. Mà em không có về được nhiều mấy chị ơi. Lâu lâu nó mới ra được có. Rồi áo 69k giùm em. Áo về size xì hàng xuất đó mọi người, 69.000. Đáng lẽ em sale 85 đó, nhưng mà em để cho mấy chị 69.000 luôn. Ghi cho em là áo màu đen với là màu trắng nha. Áo đen với áo trắng. Comment giúp em là áo đen với áo trắng nha. 69.000.2 giùm em đi mọi người. Áo đen với áo trắng 69.000. Ghi cho em là đen với trắng. Quần đen L cho Nguyễn Huệ. Quần nhà Dung là em nói thật với mọi người luôn ấy, form nó đỉnh lắm. Thật sự luôn. Mọi người mua bất kỳ một cái quần jean nào, chưa ai mở miệng che một cái gì luôn á. Thiệt sự. Áo trắng 69 nhân như thủy. Chỉ có mê và mua thêm mua cả. Thật sự có những khách mua 30-40 cái quần jean luôn á. Em không có nói điêu luôn á. Về mẫu nào là chơi mẫu đó luôn. Bởi vì hàng rất là xịt. Và form của nó form chuẩn luôn. Rồi comment giúp em nha. Bởi vì em mới nói mọi người là còn dầu gội không chị ơi, chị chốt cho em rồi mà. Hoàng Hòa là áo trắng 69. Dồn đơn sáng gọi nhà Dung. Ok chị, tí nữa nhân viên gọi chị cứ kêu nhân viên dồn cho. Còn dầu gội này chốt cho em một cặp rồi đó bà. Phô mai kem. Chốt cho em một cặp rồi đó. Ngoài vậy. Rồi cái này ghi giùm em nha. Màu đen nữa. Rồi set này 185.000 hàng tao bao. Rồi cái này ghi giùm em nha. Trắng giùm em, set trắng. Thêm một cặp nữa cho phô mai kem này. Phô mai kem 2 cặp á. Đánh dấu 2 cặp đi em. Đừng bom nha má. Rồi cái này ghi giùm em nha. Trời ơi và bom là tức á. Rồi cái này ghi giùm em. Trời ơi. Set 185 giùm em. Ghi cho em là set 185 nha mọi người nha. Comment giúp em. Hả? Dầu gội mà bao là bị sẽ bị khói đó mọi người. Rồi ghi giùm em nha, set 185 hàng tao bao. Đồ hôm qua có người để chốt đơn. Ủa đồ hôm qua chị Phương Vi đâu có đơn đâu mà gọi. Hôm nay chị mới mua có cái này đây. Đưa cho chị cái áo thần thánh này đây. Em có cái áo này đẹp lắm, đợi xíu đi. Hôm nay chị Phương Vi mới có đơn mà hôm qua đâu có cho số điện thoại địa chỉ đâu mà có đơn. Hôm nay mới chốt. Chị có chốt có đơn thôi. Còn quần chip không bé, trời ai cũng hỏi quần chip gì trời. Quần chip đâu có mấy set là được. Chip set còn đợi đợi em xíu nha. Chia sẻ lại cho em đi mọi người ơi. Dầu gội cho Ngọc Yến Huỳnh lên đồ ấm. Trong này mày bán đồ ấm lên mặt mình luôn á người yêu. Trong này khó bán đồ ấm lắm. Ủa xe còn chim đẹp quá mọi người ơi. Sale cho mọi người trên like là 120.000 rồi. Ôi. Nhức cái nách. Mặc cái này là chỉ đẻ thêm thôi chứ không có được cái gì hết với mọi người. Mặc cái này là đẻ triền miên luôn. Đẻ mà dòng họ nó ông nổi ông ngoài bế liệt luôn. Thiệt. Trời má ơi con chim này đã không. Của ai quất liền đi mọi người ơi. Còn có của 6 set à. Hết luôn. Rồi mấy chị nhìn này đã không. 120.000 10 cái. Trời ơi má ơi cầm cái này nào lên cũng rụng nụ cái đó luôn. Rồi 120.000 em không có quảng cáo nữa nha. Chị mama gà con lấy mấy set má ơi, chẳng hạn nó chắc xỉu á, lấy chị 3 set cho mama gà con. Má cái này mặc chắc không dòng họ ngủ ngoài bế con ỉa luôn á. Thiệp. Nghiêm cấm nha. Mặc quần chip này xài nhớ ấy nhớ xài đồ hàng vô nha mấy má. Đẻ chết đấy. Nói thật. Lấy em thêm một set cho tiên cộng. Tuyết Ngân lên địa chỉ bổ dung mặc sale có
đẹp dữ thần luôn á. Mà ren này nó ren mềm kinh khủng luôn. Này mấy chị nhìn này, nó dung dơ 10 set là 10 set nó khác nhau á, nó không có giống nhau luôn mấy chị. 10 set nó khác nhau luôn này, thấy không? Nó không có giống nhau mấy chị ơi. Đó, địa chỉ cho ở trên live mới chốt đơn được nha nàng. Em không có chốt trong inbox. Rồi ai lấy là ghi giùm em nha. Màu dưới, à đúng là mấy set thì ghi comment giúp em là mấy set. Trời ơi, thiệt á, đừng mua set. Mua 2-3 set về mà mặc. Quần chip mấy chị thay đổi liên tục mà. Em đâu cần review đâu. Rồi áo siêu phẩm nhà em. Ok em nha. Tụi tiên cầm là lúc nãy có set. Bữa giờ chưa nhận được set chip đó hả? Đang trong mong set chip hả? Tết ngân một set. Mặc đã lắm mấy chị. Thiệt á, mặc đã lắm. Mặc phê luôn á. Chứ mày là đã đâu. Mặc là phê luôn. Rồi ghi giùm em nha. Mặc đi mà đẻ mấy chị. Ai mà đang gì ta? Đang khó đẻ thì mặc cái đó là đẻ liền luôn á. Rồi cái đó, cái này ghi giùm em nha. Lấy chồng 10 năm chưa có bầu chứ mặc cái đó vô là tự dưng dính bầu á mọi người. Em nói thật. Em không nói điêu đâu, dính thật đấy. Rồi cái này ghi giùm em nha. Đây. Má ơi. Đỉnh chưa? Ai mà lâu nhận được đơn ấy, mọi người inbox cái hot số hotline á, sẽ có anh kiểm tra đơn cho mấy chị. Anh đẹp trai khoai to kiểm tra đơn cho mấy chị nha. Chứ em like em không có kiểm tra đơn cho mấy chị được. Anh nó sẽ đưa cho mấy chị mã đơn để check hàng coi tới đâu. Nay có cái giống bé, giống em bé. Rồi áo giùm em xả tặng luôn nha. 120 em hết rồi mấy chị ơi, còn có 3-4 cái à. Áo này siêu đẹp luôn. Áo ơi, cái áo này em nói một câu luôn là siêu đẹp luôn đó mọi người. 120.000 hàng chuẩn Zara luôn nha mọi người nha. Hàng cao cấp luôn đó này. Đỉnh không? Rồi ghi giùm em nha. Áo len. Trời ơi mọi người cái form này. Áo comment giúp em là màu đen cho chị Út Nhung. Đen nu với trắng. Cái áo này hàng mắc lắm luôn đó mọi người. Mà em sale còn có 120.000 thôi. Bán rẻ cho mấy chị luôn á. 120.000. 120.000. Má nó đẹp kinh khủng luôn. Nó là vạch bầu nhẹ nha mấy chị nha. Vạch bầu nhẹ. Có nút hàng nút ở dưới và tay là siêu dài luôn. Con nủ trắng nhá, hồng thắm. Chốt hàng đây số điện thoại địa chỉ trắng cho anh Oanh. Trà My có đơn không nghe máy hôm vừa mới xả đơn ra rồi em ơi. Mua hàng gọi điện 2-3 lần không lần nào nghe máy luôn. Chốt hàng đây số điện thoại địa chỉ đi mấy má ơi. Hà Nguyễn Thị ơi, em xin số điện thoại địa chỉ này chị nãy giờ luôn ấy. Cho em địa chỉ thì em mới chốt được. Áo này đẹp lắm nha mấy chị nha. Len. Len nó không có nóng mà nó cực kỳ mát. 120, nó cực kỳ mát luôn, mát rưỡi luôn á. Ủ trắng là chốt combo 3 bịch 180 em ơi. Lấy em bổ chị mặc quần đen cho Ngọc Yến, đen cho Phương My. Áo này 120. Má ơi mọi người này, em nói thật nhá, nếu mà ngược ai trên 90 thì đừng có lấy. 95 cho em nói lộn. Ngược ai giữa 95 là nên có một cái áo này trong tủ. Em nói nó đẹp kinh khủng luôn đó mọi người nè. Ở những cái form, cái chất này. Cái này nó bị dơ rồi. Cái này em để mặc luôn. Đẹp lắm. Ai mà trên ngược 95 thì đừng có lấy. Tại vì cái này ngược bự nó sẽ không có vừa được. Đây nha mọi người nhá. Nó chỉ có khuyết điểm là ngược bự nó không vừa được thôi. Chứ còn mà cái áo này là khỏi phải chê về cái chất rồi đó. Dung cam kết mọi người nhận hàng là mê cái chất này luôn. Lần sau kêu Dung làm áo kiểu khác mà chất này chắc luôn. Mà cái này cũng không có tự làm được. Cái này là của hàng Quảng Châu nhập của mọi người. Vải đẹp lắm mà form rất là đỉnh luôn. Nên có một cái nha mọi người nhá. Cái này là khuyên thật đấy. Nên có một cái. Rồi chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ cho chúng thì mới có đơn nha. Đây. Má ơi cái màu đen này. Cái này là hai túi thật nha mấy chị. Không phải là hai túi giả đâu. Rồi cái này là màu nu. Hà Nguyễn Thị lên địa chỉ nè. Trời ơi nó đẹp. Quần jean dài còn size S không Dung. Loại nào? Loại không đai thì Dung 180 Dung còn size S. Loại không đai á thì cũng còn size S nha mọi người nha. Rồi body cao cấp. Comment giúp em là body nha mọi người nhá. Cái này hôm bữa sale có 145.000 thôi. Màu đen với lại là màu nu quần jean dài á. Chị mặc là set đúng rồi. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Comment giúp em. Á à, đỉnh chưa? Màu giùm em nha mọi người. Chốt hàng lên địa chỉ. 53 không lên địa chỉ rồi đó. 53 không lên địa chỉ rồi. Hà Nguyễn Thị là áo mẹ áo gì đấy trời. Đen với nu 120. Cho xem quần đi dung.
ảnh cho xem quần đi hãy. Quần không đai, màu đen. Đổi xíu nha bà ơi. Rồi cái này ghi dùm em nha. Đầm body che khuyết điểm, ghi dùm em. Cái đầm body số rồi đây chị mặc cái đầm body số. Cái đầm body số mà để lại chị cái màu trắng. Để cái màu trắng, màu hồng đã khá như. Giờ cái body này em không biết để màu nào luôn á. Em có một cái màu xanh, một cái màu đen rồi mà không biết để màu nào để mặc luôn á. Tại quá đẹp. Body 135.000. Cái này hàng xịt ơi là xịt luôn đó mọi người. Đó, y cho em là body nhá, màu trắng, màu xanh với màu hồng. Thì em không biết là để màu hồng hay để màu trắng mặc luôn á. Màu nào em cũng muốn lấy hết á. Rồi, y cho em là body 135. Rồi, má ơi, nó đẹp chưa? Đưa cho chị cái quần size S đi, áo nuôi chị Ngọc Diệp, áo nuôi 120. Rồi, cái này ghi dùm em nhá, body cao cấp 135.000, ghi cho em là body cao cấp 135. Cái này là hàng siêu đẹp luôn nha mọi người nhá. Body cao cấp 135, comment giúp em là body nha mọi người. Không đẹp không lấy tiền luôn. Cam kết cho mấy bà nếu không đẹp tôi không lấy tiền nha. Rồi ghi dùm em nhá, body dùm em. Ai lấy body đổi chị biết mặc cho. Ờ, quần jean đâu rồi? Đây, quần jean không đai size SML nha mọi người nhá. Còn S mà đúng không? Đây này. Không, phải còn S không thôi. S, M và L 180.000. Đầm che khuyết điểm bao nhiêu ký vừa chị? Bao nhiêu ký cũng vô được hết, đầm đó bầu mặc được luôn mà. Còn set son chị sale còn có 65.000, hình như còn có 2-3 set à, son á. Còn 2, hả? Hết L luôn hả? Rồi quần này còn SML, màu xanh hả? Màu xanh nhung còn luôn, lấy size gì? Ngọc Yến Huỳnh nhớ lúc nào nhân viên gọi điện thì em ấy địa chỉ nhá. Em chị bấm ra. Đưa chị cái set son đi. Sau đó dung xe còn có 85.000 à. Sau này dung xe lớn, sau này dung xe tặng hôm qua em tặng riêng đầu la, dung bán có 65.000 à. Cái son dung đang đánh luôn đó mọi người. Size S cho Hoàng Như Ý, áo nuôi cho chị Yến Yến, set son cho Như Phạm. Sau này dung xả có 85.000 à mấy chị. Ờ lớn, 65.000 à. Này hôm qua em bán tương tác đầu la cái son dung đang đánh luôn nha. Dung không đang đánh cái son, Dung đang đánh mất lọc luôn. Tại Dung toàn là đánh cái này không à. Đánh cái này nó đã lắm. Có 65.000 à, cái này hôm qua đầu live bán tặng mấy bà. Set son 3 cây à, cái gì chết bà rồi. Có 65.000, đánh không khô môi và đánh đẹp lắm. Nó mịn cái môi cực kỳ luôn. Cực kỳ. Hả? Đúng rồi. Hết nu luôn này hả? Còn nu tao tán cho mày đó. Đây lấy nha. Người ta nhìn một cái là người ta biết quần ở đâu luôn á. Thiệt ghê không? Ai mình đi tuổi bay. Quần xanh em còn size S luôn. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Còn có ri thôi mấy chị ơi. Bà mẹ nó sai đâu trời. Má quần này mắc lắm đó mọi người. Mà em sale còn có 180.000 đó. Nhiều màu lắm em. Đây. Trời ơi mọi người nhìn cái quần đã không. Xanh nha mọi người nha. Xanh. Sơ anh xanh huyền xanh. Ghi giùm em nhá. Quần xanh với đen nha mọi người. Bà nào lấy đen thì chốt đen, bà nào lấy xanh chốt xanh. SML còn đủ nha. Đó, Dung không đưa ra, Dung không đưa ra để like luôn là mọi người biết rồi. Tại cái này chị nó dặn hết rồi. Không có ấy. Chị nó dặn hết rồi cho nên Dung không có đưa ra. Đó, Ngọc Nhi ở đâu bưng kè hả? Ngọc Nhi bưng kè tới lấy nha em ơi. Xếp son chị không có ấy đâu nha. Xếp son chị không có ship đâu nha. Rồi cái này cứ dùm em nha. Bữa nay ship toàn bộ bưng kè 10.000 nha mấy chị. 10 hoặc 15 tùy nha. Xăng bữa nay lên cao lắm. Em đưa cho ship đi nha, em không có đi nha. Lấy một quần jean đen size S Hoàng Như Ý có rồi. Xanh size S cho Hà Nguyễn Thị. Xanh là có SML và đen cũng SML nha. Hồi trước em còn giúp giao dùng cho mấy chị. Bây giờ em bận lắm luôn đó mọi người. Đợt trước là do bánh ế nên là có thời gian chiều vi vu đi giao với mấy chị. Đợt này nhiều việc để làm lắm. Cái S gì? Màu đen hả? Sao mày không lấy trên kia? Rồi
Rồi cái này ghi dùm em nhá. Còn bạn nào mà ở nhà thì giao thì một là em giao thì cũng 10.000 mà ship giao cũng 10.000 nhá. Mà đổi em giao thì hơi lâu tí xíu. Tại vì em ngày nào em rảnh thì em mới đi giao với chị được. Rồi cái này ghi dùm em nhá. Comment giúp em nhá. Chứ bây giờ mọi người biết là đổ một cái bình xăng của cái xe, cái bình của cái xe của em á là 200, bình thường là 160 là đầy bình, giờ 200 mấy chưa đầy bình luôn. Mọi người biết cỡ nào rồi đó. Rồi ai lấy ghi dùm em nhá. Đen xe S cho Hà Nguyễn luôn. SML nha mấy chị, 180. Nói chung là cái quần này mọi người không đẹp, mọi người hoàn tiền cho em. Hoàn hàng chứ lộn. Lấy xe M, S, M vừa mà. Rồi cái này ghi dùm em nha. Xanh xanh hết S luôn hả? Xanh xanh hết S. Tại vì lúc cái cục đó ra còn hết luôn hả? Hết luôn hả? Sao mà hết điện thoại em ơi. Đó còn có set rồi mấy chị ơi. Hả? Đó đó đó. Cứ vậy không á. Rồi cái này ghi dùm em nha. Set bò em còn set rồi mấy chị. Set bò mấy chị ơi. Ghi cho em là set bò. Còn một set nha. Bò bò hình bò. Ghi cho em là set bò. Set có nón lúc nãy mà có màu nu á. Em còn một set bò. Ghi cho em nha. Set bò dùm em. Bà nào lấy bò thì ghi dùm em là bò. Quần xanh đậm hả? Đó xanh đậm hả? Quần xanh L còn không chị? Quần xanh nhờ không đai L thì cũng còn. Cái gì đây vậy? À hai túi. Má cái hai túi này đẹp lắm luôn. Mà còn ML thôi. Rồi màu bò giùm em. Cái gì? Sao? Rồi cái này ghi giùm em nha. Đọc được cái comment này trời ơi. Comment người ta rõ ràng như vậy luôn mà con không đọc được comment làm phiền người ta vậy trời. Hai túi giùm em 180.000 S. Ê em còn ML, em nói lộn. Em còn ML nha. Hai cái hai túi này đẹp lắm luôn đó mọi người. Hai túi ML 180. Đấy em xanh L không đai nha Dung. Cho Huệ này. 180 không đai L xanh. Rồi cái này ghi cho em là hai túi. Em mà được vòng sơ như chị Dung mấy set bò liền. Gì? Em mà được cái gì? Cái Dung bằng là nguyên cả set. Em mà được vòng sơ như chị Dung là lấy set bò liền. Vòng sơ là vòng gì má? Rồi cái này ghi dùm em nha. Hai túi. Chị trong này có tiền hay sao vậy? Hai túi dùm em. Cái em mặc là nguyên cả set á chị Lương Mai ơi. Hai túi dùm em ML thôi, không có S nha mấy chị. Rồi cái này ghi cho em nha. Hai túi dùm em, cái quần này đẹp lắm 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 luôn á. À vòng eo hả? Riêng nịt vô mọi người nè. Riêng nịt với lại là đeo cái đai nịt bủ với lại là đeo cái ấy vô. Em like là em không có đeo thôi, chứ bình thường em đeo không á mọi người. Rồi cái này ghi dùm em nha mọi người ơi. Cái này ghi dùm em nha. Cái này ghi cho em là áo jean 185, còn có cái duy nhất luôn. Áo jean 185 dùm em, ghi cho em là áo jean 185 nha mọi người nhá, còn có cái. Áo jean 185, xếp chị mặc có xe có 130 thôi. Áo jean 185 nha mọi người, ai lấy áo jean thì ghi dùm em. Áo này thì hàng siêu VIP rồi mọi người ơi. Jean 185 nhá, ai lấy jean thì ghi dùm em là jean. Ý, quần này còn có cái màu xám nữa nè mấy chị. Má ơi, áo jean 185 kim ngọc, cái áo này là tới 240 á, sale còn 185. Trời ơi, quần này có màu xám. Đúng là trời. Vậy. Quần này em còn màu xám nữa nè mấy chị, chịu nổi không? Nè, màu xám nha mấy chị nha. Cái này là quất lẻ, chơi liền giùm em màu xám. Sơ ám xám, huyền xám. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Comment giúp em là quần xám nha mọi người. Xám 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 mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Xám. Trời ơi là xám. Trời ơi má ơi. Tụi bay có thể tàn nhẫn với cái áo da của tao như vậy được bay. Ôi trời ơi là trời. Trời ơi. Xám em mời cho Huyền Trần.